chương 556, không kịp chuẩn bị. Huyết điệt, con người nạc thanh lân co rụt lại, mặt những người khác cũng biến sắc theo. Trùng này sau khi nhập huyết lập tức lan ra, hòa làm một thể với vật chủ ký sinh, cơ hồ khó tách rời được, lại thôn phệ tinh huyết của vật chủ hình thành huyết lụ, tiếp theo dẫn phát tự bạo giống như thủ đoạn tu sĩ tự bạo, 10 phần khó chơi. Bởi vì nó cực kỳ nhỏ bé, tốc độ lại cực nhanh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bất quá bồi dưỡng trùng này cũng không hề dễ dàng, chắc chắn bên trùng tộc cũng sẽ không có nhiều loại này. Nạc y phàm nhìn thấy khuôn mặt Hàn Lập hiện vẻ nghi hoặc, giải thích. Hàn Lập nghe vậy gật đầu, đang muốn nói gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kéo Nạc y phàm bên cạnh lại, hóa thành một đạo thanh hồng từ trên bình đài màu đen bắn ra. Bọn người Nạc Thanh Lân khẽ giật mình, mặt đều biến sắc, trên thân tỏa sáng hào quang, bắn ra bốn phía nhanh như điện. Sau một khắc, dưới bình đài màu đen vỡ ra, một con sa thú miệng lớn như bồn máu từ bên trong phóng ra nhanh như thiểm điện, phía trên miệng lớn tràn đầy răng trắng hiếu bén nhọn, một ngụm nuốt cả bình đài màu đen vào trong miệng, thình lình chính là đầu sa thú khổng lồ vừa mới xuất hiện kia. Phần lớn bọn người nạc thanh lân đều thoát hiểm chạy ra được, nhưng trên bình đài vẫn còn mấy tộc trưởng chân tiên cảnh không kịp trốn chạy, bị con thú này nuốt chung với bình đài màu đen. Miệng lớn sa thú cắn nuốt, mấy tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra, sau đó im bặt đi. Một màn này làm cho những bộ tộc có tộc trưởng bị nạn đại loạn một trận, may mà những tộc đàn này chiếm số ít trong đại quân thú tộc, giữa không trung cách đó hơn 10 dặm lóe lên thanh quang, thân ảnh Hàn Lập cùng Nạc Y phàm hiện ra. Thân sắc Hàn Lập ngưng trọng, nhíu mày, gương mặt xinh đẹp của Nạc Y phàm tái nhợt đi, vội vàng quay sang Hàn Lập bên cạnh nói một tiếng cảm ơn. Đài quan chiến bị đánh lén phá hủy, Nạc Thanh Lân may mắn thoát ra, thân hình đứng giữa không trung phía xa, sắc mặt khó coi vô cùng, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía đầu sa thú khổng lồ từ dưới đất phóng ra mà không có dấu hiệu nào báo trước, đang định hiệp thủ xuất kích. Nhưng đầu sa thú khổng lồ không để ý đến bọn người nạc thanh lân, thân hình khổng lồ từ dưới chui ra, hóa thành một đạo ảo ảnh mơ hồ, nhanh chóng nhào tới phía hai người Hàn Lập. Hàn Lập thấy thế, tay chụp lấy nạc y phàm, đồng thời trên thân lóe lên kim sắc lôi quang. Một tiếng sét đùng đoàng vang lên, hai người hóa thành một đạo kim sắc lôi điện, bắn về phía xa. Lôi độn thuật lấy tốc độ thành danh, mặc dù Hàn Lập mang theo một người, tốc độ vẫn nhanh hơn không ít so với đầu sa thú khổng lồ kia. Sa thú nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đại phóng hoàng mang, vô số phù văn màu vàng kèm mây mù hòa lẫn trong đó. Thân hình khổng lồ của nó đột nhiên rút nhỏ lại gần nửa, tốc độ đột ngột tăng lên ba phần, nhanh chóng truy kích hai người hàn lập. Y phàm, cha con tương liên, nạc thanh lân thấy cảnh này, lập tức khẩn trương, đang tính đuổi theo. Nạc tộc trưởng, có tu sĩ nhân tộc kia, lệnh ái tạm thời không có gì đáng ngại, chiến sự quan trọng hơn. Ô lỗ bên cạnh đưa tay cản lại, đồng thời nhìn xuống dưới cuộc chiến. Nạc Thanh lân nghe vậy nhìn xuống phía dưới sắc mặt hơi đổi. Trong đại quân trùng tộc, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy con rết có hình thể, chiều cao có thể so với những cự nhân khổng lồ da sám. Mặc dù có chút tranh lệch với sa trùng khổng lồ, nhưng bên trong chiến trường tán loạn lại bắt mắt vô cùng. Toàn thân mấy đầu rết này một màu trắng bạc, thân thể mỗi con đều dữ tợn, sáng như tuyết. Hai cặp chảo càng sắc bén dị thường, lóe ra quang mang rét lạnh, trực tiếp xiết vào đại quân thú tộc. Trong miệng không ngừng phun ra xương độc màu vàng. Chiến sĩ thú tộc đụng đến xương ngù màu vàng này, toàn thân lập tức hư thối nhanh chóng, tu vi hơi thấp thì cốt nhục trực tiếp hóa thành một bãi máu sền sệt, mặt cũng biến thành cháy đen, kêu lên xùy xùy. Khí thế đại quân trùng tộc đại trấn, lấy mấy đầu giết khổng lồ cầm đầu, không ngừng tiến lên. Các chiến sĩ thú tộc mặc dù liều chết ngăn cản, nhưng bắt đầu xuất hiện xu hướng bại lui. Nạc Thanh Lân ở nơi này, trừ một đại hán mặt xẻo u thần tộc tựa hồ thụ mệnh bám theo Hàn Lập, những người còn lại thất thần trong giây lát, một lần nữa tụ tập trên không đại quân thú tộc. Giờ phút này đại quân thú tộc bị bức phải liên tiếp bại lui về phía sau, tăng thêm bình đài màu đen bị hủy, như rắn mất đầu, vừa kinh vừa sợ, trận hình có chút hỗn loạn. Nhưng khi thấy bọn người nạc thanh lân xuất hiện trên không, các bộ lạc thú tộc lần nữa ổn định tâm thần, sĩ khí tăng lên nhiều. Cùng lúc đó, một thiếu phụ che mặt cầm đầu ba gã kim tiên thú tộc từ trong trận đi ra, mỗi người phân biệt tế ra một cốt trống nhỏ màu trắng, một cốt địch cùng một bạch cốt tiểu kỳ, quay tròn trong hư không trước người. Miệng ba người lẩm bẩm, ba kiện bảo vật đồng thời nổi lên một tầng bạch quang lành lạnh. Sau một khắc, dưới chân ba người lắc lư ù ù, mặt đất chợt nứt ra, trong khe nứt có bạch quang chớp động, thình lình chui ra từng cây xương thú thô to. Những xương thú này cao chừng mấy trăm trượng, số lượng chừng hàng ngàn cây, xếp thành hàng chỉnh tề, phảng phất như một hàng rào xương thú, ngăn trước đại quân trùng tộc. Phía trên xương thú khắc đầy các loại phù văn, khác biệt với các trận văn thông thường, những phù văn này là từ các loại đồ án hình thú tạo thành, cho người ta một loại cảm giác thô cuồng, nhưng tản mát ra ba động linh lực cường đại dị thường. Thiếu phụ che mặt chợt quát khẽ một tiếng, hai tay biến đổi pháp quyết, đỉnh đầu lóe lên hắc quang, một chiếc lệnh bài màu đen bay ra. Vật này cũng không tinh tế, lồi lõm, nhìn tựa hồ dùng xương yêu thú điêu khắc thành. Mặt ngoài lệnh bài minh khắc nổi lên đồ án đầu thú, mắt nhỏ mũi nhọn, có chút quái dị thiếu phụ che mặt há miệng phun ra một ngụm tinh huyết chui vào bên trong lệnh bài màu đen mặt ngoài lệnh bài màu đen lập tức hiện ra một tầng hắc quang một cỗ khí thức khó hiểu từ đó phun ra ngoài lập tức phát ra thanh âm suy suy vô số đạo hắc quang từ lệnh bài bắn ra chui vào bên trong những xương thú to lớn kia linh văn bên trên những xương thú này tỏa hào quang rực rỡ nhanh chóng nhúc nhích làm những xương thú cũng rung động không ngừng tựa hồ sống lại bên trên những xương thú này thình lình hiện ra một viên cầu hình dạng cái trống lập tức thanh âm đại tác, vô số cốt màu màu trắng sắc bén từ đó bắn ra, giống như vô số tên nỏ, rơi như mưa vào đại quân trùng tộc. Hết thầy nói phức tạp dài dòng, nhưng xảy ra chỉ trong chớp mắt mà thôi. Đại quân trùng tộc phía trước lập tức bị bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong vò vẽ, máu chảy dài khắp mặt đất. Mấy đầu giết cự đại trở thành tâm điểm tấn công, vô số cốt mâu bắn vào trên thân bọn chúng. Chỉ thấy đốm lửa văng tứ tung, bên ngoài thân con giết khổng lồ cứng rắn vô cùng, những cốt mâu sắc bén này cũng không làm gì được chúng, chỉ lưu lại bên ngoài thân từng đạo bạch ngấn. Cốt mâu mặc dù không làm bị thương mấy đầu rết khổng lồ này, nhưng chúng bị cốt mâu đánh vào người, hiển nhiên cũng không được tốt cho lắm, trong miệng gào rít không thôi, người uốn éo liên tiếp lui về phía sau. Vào thời khắc này, bốn đạo độn quang từ đại quân trùng tộc phóng ra, bay nhào tới nhanh như điện. Mỗi một đạo độn quang đều phát ra khí thức cường đại, rõ ràng là bốn tên cấp bậc kim tiên. Thiếu phụ che mặt thấy cảnh này, hai mắt nhíu lại, lập tức phất tay đánh ra một đạo pháp quyết chui vào trong cốt trống nhỏ màu trắng. Cốt trống nhỏ chấp động quang mang, tiếng trống gióng lên đinh tai nhức óc, từng đạo bạch quang sền sệt từ đó bắn ra, lần nữa phân biệt chui vào bên trong tất cả xương thú. Một màn quỷ dị xuất hiện, nương theo đó một trận thanh âm tạch 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 vang lên. Tất cả xương thú đồng thời vỡ vụn ra, hóa thành mảng lớn chất lỏng với linh quang màu trắng, nhanh chóng dung hợp với nhau, hình thành một màn sáng trắng to lớn không ngớt, ngăn trước đại quân thú tộc. Trên màn sáng sương trắng mơ hồ hiện ra các loại đồ án hình thú, phía trên bạch quang lưu chuyển, tựa như dòng nước chảy róc rách, nhìn rất dày đặc, làm cho người ta một loại cảm giác không thể nào phá hủy. Bốn đạo độn quang tu sĩ kim tiên cảnh trùng tộc bay vụt đến trước màn sáng, độn quang thu vào, biến thành bốn thân ảnh. Một lão giả màu vàng, một gã đại hán đầu chọc, còn có hai nữ tử kim bào có thần sắc lạnh lùng, tướng mạo y chang nhau, tựa hồ là tỉ muội song sinh. Bốn người hiển nhiên không ngờ cấm chế màu trắng này lại hoàn thành nhanh như vậy, hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó lão giả áo vàng phất một tay lên ba đạo kim mang bắn ra lóe lên xuất hiện trước màn sáng trắng hung hăng đánh xuống ầm um, kim quang bổ chúng trên màn sáng trắng nổi lên từng gợn sóng khuếch tán ra chung quanh nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ ba đạo kim quang nhanh chóng ảm đạm hiện ra thân ảnh ba con quái trùng hình đao toàn thân trùng này sán lạn kim quang tán phát ra trận trận khí tức sắc bén phảng phất như ba thanh lợi kiếm sắc bén không gì không phá được Lão giả áo vàng thấy cảnh này, sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức nhìn về phía ba kiện bảo vật bạch cốt trên đỉnh đầu ba người, cười lạnh nói, từng nghe bên trong u thần tộc có ba kiện dị bảo, thiên tuyệt ma linh cổ, tam tài nguyên cốt địch, già thiên bạch cốt kỳ, chính là dùng ba bộ hài cốt chân linh thái ất cảnh luyện chế thành, được xưng là bạch cốt tam bảo, diệu dụng vô cùng, hôm nay ngược lại muốn lĩnh giáo một phen. Dứt lời, lão vung tay lên lần nữa, mấy chục con kim sắc quái trùng bắn ra, giữa không trung quay tít một vòng, nhanh chóng hội tụ lại một chỗ. Ba con kim sắc quái trùng lúc trước cũng bay qua, hội tụ lại, trong nháy mắt hình thành một thanh kim kiếm chói mắt. Lão giả áo vàng mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, chui vào trong phi kiếm màu vàng ống. Phi kiếm màu vàng ống lập tức nhúc nhích nhẹ, tách ra kim quang trùng thiên, lập tức ngưng lại, hóa thành một đạo kim sắc cửa kiếm lớn trăm trượng, tản mát ra khí tức sắc bén khủng bố, sau đó đột nhiên lấy một thế khai thiên tích địa, chém về phía màn sáng trắng. Một tiếng nổ vang rung trời, trên màn sáng trắng thình lình bị đánh ra một vết rách thật dài, nhưng cũng không quá sâu. Thần sắc ba người thiếu phụ che mặt vẫn không biến, trong miệng tụng niệm chú ngữ trầm thấp cổ quái, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Chống nhỏ màu trắng lập tức chướng lớn lên mấy phần, đồng thời gõ vang tùng tùng, ống sáo bạch cốt cũng vang lên thanh âm ô ô, cuối cùng cờ nhỏ bạch cốt lăng không chuyển động, tán phát ra trận trận bạch quang. Giờ khắc này, thi thể hai tộc trên chiến trường như nhận phải sức hút, lập tức động đậy, run rẩy dữ dội huyết nhục trên thi thể rất nhanh ly thể ra, lộ ra từng cỗ hải cốt đẫm máu. Siêu siêu siêu, những bộ hải cốt này đều bắn ra, dung nhập vào trong màn sáng xương trắng. Phía trên màn sáng chấp động bạch quang, vết rách nhanh chóng khôi phục. Bốn tên kim tiên trùng tộc thấy cảnh này, sắc mặt đều biến đổi. Hừ, lão giả áo vàng hừ lạnh một tiếng, phi kiếm màu vàng óng lần nữa đánh xuống. Cùng lúc đó, ba tên kim tiên trùng tộc kia cũng nhao nhao xuất thủ. Chỉ thấy gã đại hán đầu chọc vung tay lên, một đoàn bạch quang lóa mắt nổi lên trước người. Xuyên thấu qua bạch quang, có thể nhìn thấy bên trong là một vật gì đó màu trắng, giống như một đống bùn nhão màu trắng, không ngừng nhúc nhích, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị dùng mình. chương 557, tính sai, gã đại hán đầu chọc trùng tộc rũi một ngón tay ra điểm nhẹ một cái. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, đoàn đồ vật tựa như đống bùn nhão màu trắng bỗng nhiên vươn ra sáu đầu cánh hơi mờ, nhanh chóng vỗ mạnh, mang theo đồ vật tựa như đống bùn nhão màu trắng bay tới hướng màn sáng xương trắng nó tựa hồ là một linh trùng quỷ dị nào đó những nơi đi qua hư không phụ cận liền nổi lên từng vòng băng xoắn màu trắng tản ra khí thức cực kỳ lạnh dường như linh hồn chỉ cần khẽ chạm vào liền triệt để đông cứng lại thân thể nó giống như quả cầu hơi bành trướng lên lớn hơn trước gấp trăm ngàn lần sau khi chạm đến màn sáng xương trắng im hơi lặng tiếng bạo liệt ra hóa thành một tầng xương mù trắng bao phủ khắp màn sáng xương trắng một tầng băng màu trắng lập tức lan tràn trên màn sáng sương trắng, bạch quang lưu động bên trong màn sáng sương trắng đột nhiên chậm hơn nhiều, tựa hồ bị đông kết lại. Cùng lúc đó, hai nữ tử áo vàng trùng tộc không nói một lời hai tay áo run lên, lập tức hai cố kim vân từ trong tay áo bay vọt ra, rõ ràng là vô số con sâu nhỏ màu vàng. Con sâu nhỏ này có hình dạng giống con kiến, trên lưng mọc ra hai cánh, trong miệng tràn đầy răng nanh sắc như dao, nhìn dữ tợn vô cùng. Những con kiến màu vàng này nhao nhao bay rơi vào trên tầng băng màu trắng, nhanh chóng gặm ăn, rất nhanh tầng băng màu trắng bị gặm thủng lỗ chỗ, sau đó chúng tiếp tục gặm ăn màn sáng xương trắng. Sau một lát, trên màn sáng xương trắng bị gặm ra một ít lỗ thủng, giống như tổ ong. Màn sáng xương trắng tuy rằng hấp thu hài cốt thi thể chung quanh lấp bù những cái lỗ này, nhưng tốc độ rõ ràng chậm hơn không ít. Sau một khắc, tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, phi kiếm màu vàng của lão giả áo vàng gào thét tới, hung hăng bổ xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn, phi kiếm va chạm với màn sáng, bộc phát ra hai đoàn quang mang vàng, trắng chói mắt, mặt ngoài màn sáng xương trắng vốn tan hoang sơ sắc liền hiện ra mấy khe hở, mắt thấy sắp vỡ vụn ra. Sắc mặt thiếu phụ che mặt cùng hai gã thú tộc đại biến, liên tiếp phun ra mấy đoàn tinh huyết, chẳng quan tâm tình huống bản thân, thúc gấp pháp quyết, làm những tinh huyết này nhao nhao chui vào bên trong đỉnh bạch cốt tam bảo, hào quang tam bảo vốn có chút ảm đạm liền đại phóng lên, khiến cho tốc độ bạch quang trên màn sáng xương trắng vốn có chút ảm đạm trì trệ liền gia tăng lên vài phần. Nhưng trong lòng thiếu phụ che mặt và hai gã thú tộc đều biết sẽ chống đỡ không được bao lâu nữa. Một chỗ không chung cách chiến trường rất xa, một đạo điện mang màu vàng, một đạo huyễn ảnh màu vàng truy đuổi nhau, cả hai đều nhanh như thiểm điện, đúng là hàn lập cùng đầu sa thú kia. Thân thể sa thú khổng lồ đã rút nhỏ nghìn lần chẳng biết từ lúc nào, tốc độ so với trước nhanh hơn rất nhiều. Hàn Lập đã tế ra phong lôi xí, toàn lực thi triển lôi độn thuật, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi đầu sa thú sau khi thu nhỏ lại. Trong đó có một phần nguyên nhân, chính là hắn mang theo nạc y phàm, dù sao mang thêm một người, gánh nặng tự nhiên lại tăng thêm gấp mấy lần. Ngay thời điểm khoảng cách hai người bất quá hơn 10 dặm, dị biến phát sinh. Một quang đoàn vàng màu từ trên trời giáng xuống, chụp xuống đầu Hàn Lập, một cỗ lực tượng pháp tắc khổng lồ từ quang đoàn màu vàng tán phát ra, đúng là sa thú linh vực. Thân sắc hàn lập hơi động một chút, phong lôi xí sau lưng đại phóng lôi quang màu vàng, trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân hắn. Một tiếng sấm nổ mạnh, thân ảnh hai người khó khăn lắm từ trong linh vực bị bao lại trong nháy mắt biến mất vô tung, sau đó hiện ra cách đó mấy trăm dặm. Hắn không ngừng chút nào, lôi quang trên thân đại thịnh, lần nữa biến mất, sau đó lại xuất hiện trên không một chỗ núi rừng. Liên tục hai lần lôi đột như thế, rốt cuộc tạm thời cách xa được đầu xa thú kia. Nạc đạo Hữu thừa dịp hiện tại ngươi tách ra đi trước, có lẽ đầu xa thú kia sẽ không đuổi theo ngươi. Hàn lập nói nhanh với nạc y phàm một tiếng, trên thân lóe lên lôi quang, hóa thành một đạo hồ quang điện màu vàng bỏ chạy về phía xa. Lệ tiền bối, người gắng bảo trọng, giờ phút này sắc mặt nạc y phàm trắng bệch, nhưng tâm thần vẫn tỉnh táo, thi lễ với thân ảnh hàn lập một cái, sau đó lập tức hóa thành một đạo độn quang, phóng về phía hạp gốc. Xa xa phía chân trời lóe lên hoàng ảnh, thân ảnh sa thú mơ hồ bay vụt tới. Nạc y phàm cảm nhận được khí tức tới gần sau lưng, sắc mặt trắng bệch, độn quang trên thân đại thịnh, bỏ chạy nhanh về phía trước. Sa thú quay đầu nhìn hóa thân lôi điện hàn lập ở phía xa một cái, nhưng không có đuổi theo, thân hình nhoáng một cái lại phóng về hướng nạc y phàm. Độn tốc nạc y phàm chênh lệch khá xa với sa thú, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút gần. Không tốt, cách đó chăm dặm, hàn lập chứng kiến cảnh này, thần sắc biến đổi, không ngờ linh trí đầu sa thú này đã đạt đến như thế. Lúc trước sở dĩ hắn không muốn bỏ mặc nàng này, nguyên do chính là hắn còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này, nếu bất luận nàng này vì mình mà bị giết, chỉ sợ mình cũng phải lập tức ly khai nơi này. Nhưng giờ phút này khoảng cách giữa hai người tương đối xa, căn bản không kịp cứu viện, trong lòng không khỏi hô to tính sai. Phong lôi xí trên lưng hắn đột nhiên mở lớn, thân hình ngừng lại, sau đó quay người nhanh như tia chớp, toàn lực thi triển lôi độn thuật phóng về phía nạc y phàm. Nạc y phàm cảm nhận được cửa thú khủng bố đang tới gần sau lưng, trên mặt đẹp không còn một tia huyết sắc, vội vàng lật tay vung lên, lòng bàn tay nhiều ra một khối ngọc phù màu trắng, mãnh liệt bóp chặt lấy. Phanh một tiếng, một đoàn linh quang màu trắng từ trong ngọc phù bay ra, dung nhập vào trong cơ thể. Bên ngoài thân nạc y phàm đại phóng bạch quang, sau lưng hiện ra một đôi cánh chim bạch hạc to mấy trượng, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Tốc độ nàng mặc dù tăng nhanh, nhưng vẫn không bằng so với sa thú, tốc độ hai người đang không ngừng bị rút ngắn. Ngay lúc hai người cách nhau bất quá chỉ trăm dặm, sa thú bỗng há miệng lớn, một cỗ hoàng mang tựa như dây thường từ trong miệng bắn ra, cuốn về hướng nặc y phàm. vào thời khắc này, một đạo lôi quang màu bạc vừa thô vừa to từ trên trời giáng xuống, bổ vào đỉnh đầu sa thú. ầm ầm, quang đoàn lôi điện màu bạc hiển hiện ra thật lớn, bao phủ đầu sa thú vào bên trong, từng đạo hồ quang điện màu bạc rung động suy suy, làm hư không phụ cận cũng rung ong ong theo. bên cạnh nặc y phàm lóe lên lôi quang màu bạc, một đạo nhân ảnh lóe lên hiện ra, đúng là đại hán mặt sẹo khắc đốn trưởng lão, nạc y phàm nhìn người nọ, sắc mặt đại hỉ, thiếu chủ, đi mau. Một tay đại hán mặt sẹo nhanh như chớp ôm lấy nạc y phàm, tay kia nắm chặt một thanh lôi chùy màu bạc, trên đầu chùy minh khắc một đạo hoa văn lôi điện, tản mát ra một cỗ lực lượng pháp tắc lôi điện. Từng đạo hồ quang điện màu bạc nổi lên trên lôi chùy màu bạc, bao trùm hai người đang muốn phi độn đi. Vèo một tiếng, một tia sáng màu vàng to như chén cơm từ phía sau quang cầu lôi điện màu bạc bắn ra, tốc độ nhanh khó có thể tin, lóe lên xuyên thủng thân thể đại hán mặt sẹo. Đằng sau quang cầu lôi điện màu bạc di chuyển, nhanh chóng tiêu tán, thân ảnh cực lớn sa thú hiển hiện ra, trên đầu hơi cháy đen một chút, nhưng chỉ bị như thế. Đạo hoàng mang kia, đúng là từ mi tâm sa thú bắn ra. Sa thú nhìn đại hán mặt sẹo, miệng máu mở lớn, lộ ra một vòng răng nhọn lành lạnh. Trên mặt đại hán mặt sẹo biểu lộ vẻ ngưng kết, cúi đầu nhìn về phía hoàng mang trên ngực, lôi quang màu bạc trên thân nhanh chóng ảm đạm biến mất mà đạo hoàng mang kia chợt run lên sau đó bạo liệt ra thân thể đại hán mặt sẹo cũng theo đó vỡ vụn ra hóa thành vô số khối huyết nhục rơi xuống phía dưới nhưng vào thời khắc này lôi chùy màu bạc trong tay đại hán mặt sẹo chợt bắn ra vào tới phía xa thú mơ hồ một cái liền xuất hiện trước người nó phía trên lôi chùy mơ hồ có thể thấy một nguyên anh nho nhỏ bám vào trong đó bảo một tiếng quát khẽ từ trên lôi chùy truyền ra một tiếng nổ mạnh ầm vang Lôi chùy màu bạc hóa thành một quang đoàn màu bạc cực lớn, tản mát ra chấn động khí tức đáng sợ, hư không phụ cận điên cuồng run rẩy, một cỗ vòi rồng quét mạnh ra chung quanh. Sa thú cực lớn bị quang đoàn màu bạc bao phủ, nhất thời nhìn không thấy bóng dáng, bất quá mơ hồ có thể nghe được thanh âm kinh sợ gầm rú lên. Nạc Y Phàm bị cỗ vòi rồng này đẩy văng ra xa về phía trước. Nàng quay đầu nhìn về phía quang đoàn màu bạc, trong mắt ẩn hiện nước mắt, nhưng sau một khắc thần tình khôi phục vẻ kiên nghị, hóa thành một đạo bạch quang bay tới phía trước, trong nháy mắt biến mất ở phía xa. Sau mấy cái hô hấp, thân ảnh sa thú khổng lồ từ trong quang đoàn màu bạc bắn ra, vết thương chồng chất trên thân, ngay đầu càng cháy đen một mảnh, nhìn có vẻ bị thương không nhẹ. Sa thú ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm giận dữ, thân thể cực lớn chợt chuyển một cái, bay xuống phía dưới. Bên ngoài thân nó hiện ra một tầng hoàng mang, giống như cá bơi trong nước chui xuống dưới đất, sau đó rất nhanh liền chui ra từ một nơi khác. Một màn quỷ dị xuất hiện vết thương trên thân xa thú thình lình biến mất vô tung, nhưng khí tức giảm đi một ít. Thân thể nó uốn éo, hóa thành một đạo huyễn ảnh màu vàng, nhanh chóng đuổi theo hướng phi độn của nạc y phàm. Lôi quang màu vàng lóe lên, thân ảnh hàn lập hiển hiện ra, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân lóe lên lôi quang màu vàng, thân ảnh biến mất vô tung. Xa xa nơi cửa thành ám tinh hạp cốc, thân hình nạc thanh lân đột nhiên chuyển một cái bay vút trở về, rơi vào phía trên cửa thành ám tinh hạp cốc phía trên tòa thành, sớm đã có hai gã đại tế ti mặc trường bào màu xám đang chờ tại đó, vừa thấy tộc trưởng quay về, lập tức ra đón, nói tộc trưởng, đã chuẩn bị xong. Sắc mặt nạc thanh lân nghiêm nghị, gật đầu nhẹ, bàn tay vung lên, trên thân lóe lên ánh sáng tím, hiện ra một kiện pháp bào màu tím rộng lớn, phía trên có các đường vân tơ vàng thiêu ra rất nhiều đồ án ngôi sao đẹp mắt. Ba người bước nhanh đến trung tâm một tế đàn rộng trong thành, tách ra chiếm cứ ba vị trí tế đàn, mỗi người lấy ra một cây pháp trượng màu xanh, liên tục gõ xuống vị trí trận văn cổ quái trên tế đàn. Hai gã đại tế ti khác im lặng không nói gì, chỉ có nạc thanh lân vừa gõ pháp trượng trong tay theo tiết tấu nào đó, trong miệng vừa ngâm tụng ngôn ngữ chân linh. Sau một lát, pháp trượng trong tay gã dừng lại, rồi trùng trùng điệp điệp gõ xuống mặt tế đàn. Kiến trúc tế đàn vững như bàn thạch, vậy mà lập tức bị pháp trượng đâm rách, hai gã đại tế ti cũng dùng pháp trượng trùng trùng điệp điệp đâm xuống tế đàn. Ngay sau đó, chỉ thấy nạc thanh lân nâng lên một bàn tay, hướng phía lòng bàn tay vẽ ngang một cái một vết cắt sâu thấy xương lập tức hiện ra đại lượng huyết dịch màu tím tuôn ra nhỏ xuống trên mặt tế đàn huyết dịch kia rơi xuống phát ra một hồi thanh âm tí tách rất nhỏ cũng không vẩy ra tứ tán mà dung hợp với nhau giống như đầu tiểu xà màu tím dãy ruộ trườn lên phía trước nó uốn lượn vặn vẹo rất nhanh bò đầy cả pháp trận tế đàn mở khuôn mặt màu lam nhạt của nạc thanh lân cũng trở nên trắng bệch nghiến răng khẽ quát một tiếng chỉ nghe ông một thanh âm vang lên Toàn bộ trên tế đàn lập tức bộc phát ra ánh sáng tím mút trời, một quang trận màu tím cực lớn phức tạp hiển hiện ra, bên trong có các quang điểm nhỏ bay tứ tán tựa như đom đóm, từ trong ngưng tụ ra một đạo âm ảnh cực lớn như ngọn núi. Chương 558, Túc Lục, bóng mờ cực lớn nhún một hồi rồi từ từ cất cao lên, giống như làn khói nhẹ vặn vẹo vài cái, sau đó mới từ từ ngưng thực. U thần tộc tiểu tử, như thế nào, nhanh như vậy đã chống không nổi rồi. Thậm chí ngay cả bản thể bổn đại gia cũng muốn mở ra. Thân hình bóng mờ chưa hoàn toàn ngưng thực đã quát lên. Tiếng nói vừa buông xuống, ánh sáng tím trong pháp trận cũng từ từ thu lại, rốt cuộc bóng mờ cực lớn triệt để ngưng thực, rõ ràng là một đầu hồ ly cực lớn, toàn thân với bộ lông màu xanh, hai chân đang khoanh chân ngồi như tu sĩ nhân loại. Thanh hồ này có bộ mặt dài nhỏ, mì tâm có một đường vân ngôi sao màu tím, bên mắt phải có ba vết thương hẹp dài như bị cự chảo hung thú nào đó cào rách, khiến cho bộ dáng thoạt nhìn có vài phần hung hãn trên người nó mặc một bộ áo giáp màu xanh trang trí hoa văn màu vàng cực kỳ xinh đẹp sáu cái đuôi cực lớn kéo dài sau lưng khóe miệng hơi nhếch lên biểu lộ thần sắc khinh thường thập phần nhân cách hóa túc lục đại nhân thứ tội y phàm gặp nạn kính xin đại nhân cứu hộ nạc thanh lân thấy vậy vội cúi người thi lễ xin lỗi nói ra cái gì kẻ nào dám to gan như vậy dám khi dễ nha đầu y phàm thanh hồ được gọi là túc lục nghe vậy thân hình ngay tại chỗ bỗng nhiên chuyển một cái áo giáp màu xanh mặc trên người rung động đinh đương, sáu cái đuôi lớn nhao nhao vũ động thẳng lên, tức giận quát. Bẩm túc lục đại nhân, Sa thú do tộc trưởng cầu xa tộc nuôi dưỡng lúc này đang đuổi giết y phàm. Bây giờ các tộc đang tự mình ứng chiến, không thể phân ra quá nhiều lực lượng để cứu nàng, đành phải mời đại nhân ra. Nạc thanh lân vừa lo lắng, vừa sợ hãi nói. Túc lục nghe vậy, thân thể vừa chuyển động tìm kiếm thân ảnh nạc y phàm trên chiến trường, vừa nói. Nạc thanh lân, người làm cha như vậy sao? Trong u thần tộc các ngươi, bổn đại gia nhìn nha đầu y phàm có chút thuận mắt, nếu nàng không may xảy ra chuyện gì, ta hỏi tội ngươi a. À? Vừa dứt lời, ánh mắt của nó dừng lại phía chân trời xa xa, ở chỗ đó nạc y phàm đang bị sa thú đuổi đến lâm vào tuyệt cảnh. Đã tìm được, hai mắt túc lục nhíu lại, trong miệng thì thào một tiếng, sau đó thân hình cực lớn đột một từ mặt đất bay lên, giống như đang ngồi mà phi thăng lên núi cao, lăng không bay đi, sáu cái đuôi cực lớn tung bay trên không trung, vung vẩy không thôi. Trong đám người u thần tộc hỗn chiến phía dưới, nhìn thấy thân ảnh khổng lồ túc lục xuất hiện trên đỉnh đầu, trong mắt từng người hiện lên vẻ nóng bỏng, trong miệng điên cuồng kêu lên túc lục đại nhân, ý chí chiến đấu, sĩ khí tăng lên nhiều, điên cuồng tấn công trùng tộc phía trước. Giờ phút này, nạc y phàm đang bị sa thú đuổi đến gấp gáp, hoảng hốt chạy bừa, trốn lên một vách núi đá, cách hàn lập càng ngày càng xa. Hàn lập thấy tình hình này, lông mày nhăn lại, thân hình không chút lựa chọn lóe lên, đuổi tới hướng kia. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, vách núi đột nhiên bạo tạc nổ tung sụp đổ xuống, đầu sa thú ở dưới đất từ trong bụi mù cuồn cuộn đột nhiên vọt ra, thân hình lần nữa tăng lớn lên như trước, miệng lớn há ra, cắn tới phía thân hình trao đảo của Nặc Y Phàm. Nặc Y Phàm thấy cảnh này, lập tức sợ hãi cả kinh. Nhưng nàng này cũng có vài phần can đảm, mặc dù sợ nhưng không loạn, thân hình ở giữa không chung mãnh liệt chuyển một cái, mũi chân trùng trùng điệp điệp dẫm ở một khối đá đang rất xuống, toàn bộ cơ thể linh hoạt nhảy lên phía trên, trên người biến thành độn quang định bay ra. Ai ngờ trong miệng đầu sa thú phía dưới đột nhiên có một đạo vòng xoáy đỏ sậm lăng không sinh ra, từ trong sinh ra từng đợt lực lượng xé rách khó nói lên lời. Cỗ lực lượng vô hình này hiển nhiên vượt xa tưởng tượng của nặc y phàm, thân hình nàng còn chưa kịp lướt ngang ra đã bị cỗ lực lượng này hút lấy, kéo xuống phía dưới. Hết thảy phát sinh với tốc độ ánh sáng, mắt thấy vị thiếu chủ u thần tộc này sẽ bị sa thú khổng lồ nuốt vào bụng cùng với đám loạn thạch đầy trời trong thế nghìn cân treo sợi tóc, hai mắt hàn lập ngưng tụ, một tay kết kiếm quyết, một ngón tay điểm ra hư không phía trước. Bong một tiếng kêu sắc nhọn vang lên, hàn quang lóe lên. Một đạo thanh sắc kiếm quang ở giữa không trung lóe lên rồi biến mất, một chuôi thanh trúc phong vân kiếm nhanh như điện chớp bay đến dưới thân nạc y phàm, vừa vặn tiếp được thân hình nàng đang rơi gấp xuống. Trên thân kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ, kiếm khí tăng vọt ra bốn phía, ép lui vài phần lực lượng xé rách trong miệng sa thú, tiếp theo thân kiếm lóe lên linh quang, trở nạc y phàm lướt gấp về phía trước một hồi, sau đó bay lên không chung. Giặc giặc một tiếng vang thật lớn, miệng sa thú khép lại, nhưng lại cắn vào khoảng không, nó càng giận dữ không thôi. Thân hình nó bỗng nhiên có rút lại một hồi, sau đó đột nhiên bắn ra giống như đạn pháo, đuổi theo nạc y phàm. Nạc y phàm vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, còn chưa kịp cao hứng, lại lần nữa lâm vào tử cảnh. Nhà đầu y phàm đừng sợ, ta đến chỉnh đốn nó. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm lớn, thanh ảnh nhoáng một cái, thân ảnh khổng lồ lục vĩ thanh hồ từ trên trời giáng xuống, vượt qua nạc y phàm, sau đó đập vào đầu sa thú khổng lồ đang đuổi theo phía sau. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai thân thể khổng lồ va chạm nhau ầm ầm trên không, đồng thời rơi xuống dưới. Thanh trúc phong vân kiếm tức thì ở trên không trung quẹo thật nhanh, chờ nạc y phàm còn chưa tỉnh hồn bay đến phía Hàn Lập bên này. Lệ tiền bối, đa tạ ân cứu mạng, y phàm ngày sau có cơ hội, nhất định hậu báo. Sắc mặt nạc Y phàm khó coi, lấy lại bình tĩnh nói với Hàn Lập. Cổ tay Hàn Lập chuyển một cái, triệu hồi thanh trúc phong vân kiếm, sau đó gật đầu nhẹ với nàng, không nói gì. Sa sa tiếng nổ vang lên mãnh liệt, ánh mắt hai người chuyển một cái, đồng thời nhìn theo hướng sa thú bên kia. Chỉ thấy thân thể sa thú khổng lồ đang bị đầu Thanh Hồ mặc áo giáp hoa mỹ gắt gao đẻ dưới thân thể, thân hình giấy dụa vặn vẹo, trong miệng gào rú liên tục, nhưng nhất thời không thoát ra được. Thanh Hồ như kỵ binh ngồi trên thân sa thú sáu cái đuôi lớn xoắn lại, như sáu đầu cử mãng màu xanh cao mấy trăm trượng quấn quanh thân thể sa thú khổng lồ kia, không ngừng co rút lại, phát ra trận trận thanh âm xương cốt pha chạm. Cùng lúc đó, một tầng linh vực bên ngoài thân nó tuôn ra, cũng không bao phủ quá rộng mà chỉ bao phủ đầu sa thú kia thôi. Đây là cái gì? Hàn lập nhìn một màn này, có chút kinh ngạc hỏi. Vị này chính là túc lục đại nhân, là cung phụng chân linh của u thần tộc chúng ta, tu vi có thể so với tu sĩ thái ất sơ kỳ trong nhân tộc các người thần sắc nạc y phàm cung kính đáp, thì ra là thế, hàn lập nghe vậy, hơi ngẩn ra, như có điều suy nghĩ gật đầu nhẹ. Tại nhân giới cùng linh giới, hắn cũng đã gặp không ít tộc thuộc hồ yêu, đại đa số đều am hiểu các loại bàng môn tà đạo, huyễn thuật hoặc mỹ thuật, khí thế hung hãn giống như vị thanh hồ trước mắt, thuần túy lấy lực lượng thân thể tác chiến, ngang ngược không thua đầu sa thú khổng lồ kia, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Bất quá, hắn cũng biết vị thanh hồ trước mắt chính là một chân linh, chỉ sợ đã chiếm cứ man hoang này không biết bao nhiêu vạn năm, đương nhiên không thể lấy yêu tộc bình thường để phán đoán. Chỉ thấy thanh hồ cực lớn kia, hai tay nắm chặt trong hư không, một đạo hào quang đen nhánh ngưng tụ, hóa thành một trường côn màu đen như cự trụ chống trời, phía trên khắc tinh văn, lóe ra hào quang ảm đạm. Trong miệng thanh hồ phát ra một tiếng hét to, hai tay giơ cao trường côn màu đen lên, tinh văn trên côn đột nhiên sáng lên, một đạo vòng xoáy tinh quang sáng chói ngưng tụ phía trên đầu côn nhọn, trùng trùng điệp điệp đâm xuống đầu sa thú. Tuy thân hình sa thú tạm thời không nhúc nhích được, nhưng cái đầu vẫn xoay được mãnh liệt, miệng lớn há ra, một mảnh hào quang màu đỏ sậm sáng lên, chính giữa hỗn tạp từng sợi xương mù màu đen nhẹ nhẹ ngưng như thực chất cắn lên phía trường côn màu đen, chỉ thấy dưới thân côn, non nửa thân côn đâm vào trong miệng sa thú, vòng xoáy tinh quang cùng hào quang đỏ sậm lập tức chạm vào nhau, ầm ầm ầm, từng đợt chấn động mãnh liệt từ trong miệng sa thú lay động truyền ra, vô số tinh quang óng ánh cùng xương ngù màu đen hỗn tạp cùng một chỗ phát ra trận trận thanh âm nổ vang ầm ầm như dòng điện hai thế lực một hồ một thú dường như ngang nhau rằng co cùng một chỗ nạc y phàm nhìn từ xa trong ánh mắt hiện ra vẻ lo lắng nhưng cũng có chừng mực không tùy tiện đi lên hỗ trợ yên tâm đi cảnh giới chân linh đại nhân các ngươi cao hơn một chút sẽ không chịu thiệt thòi đâu ánh mắt hàn lập lóe lên mở miệng an ủi kết quả hắn vừa dứt lời thân thể đầu xa thú kia bắt đầu hiện ra từng vòng tròn kim văn lúc đầu vốn đã bị phần đuôi thanh hồ xiết đến co rút lại không thôi chợt bắt đầu bành trướng lên phanh 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 cái đuôi thanh hồ liên tiếp bị đẩy căng ra mắt thấy không cách nào trói buộc chặt xa thú nữa rồi muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy trong miệng thanh hồ cười mỉa mai một tiếng quát to chỉ thấy đường vân ngôi sao ngay chỗ nghi tâm đột nhiên lóe lên ánh sáng tách ra hào quang trói mắt trong đôi mắt bỗng nhiên chuyển thành màu đen kịt từ trong chiếu ra một mảnh đồ án tinh không sáng trói ngay sau đó khi tức toát ra trên người nó trong nháy mắt trở nên thâm sâu khó lường hàn lập nhìn xem một màn này đột nhiên xuất hiện một tia thất thần ngắn ngủi trong nháy mắt cảm giác mình dường như đang đứng trong tinh không minh mông vô biên nhìn xem ngàn vạn ngôi sao chung quanh cùng đợi vạn đạo tinh quang tẩy lễ sau một khắc tinh văn trên trường côn trong tay thanh hồ sáng lên toàn bộ phảng phất có từng mảnh tinh không bám vào trên từ trong truyền ra trận trận chấn động của quái dường như không thuộc về thế giới này đâm xuống miệng xa thú phía dưới chỉ thấy một mảnh tinh quang làm cho người hoa mắt đồng thời nứt vỡ, gợn sóng rung động bắt đầu hạ xuống co rút lại, trùng trùng điệp điệp oanh kích vào hào quang đỏ sậm trong miệng sa thú khổng lồ. Cơ hồ trong nháy mắt, rốt cuộc sa thú khổng lồ thoát được trói buộc của lục vĩ thanh hồ, từng vòng kim văn chuyển động đi từ đuôi về phía đầu, như tập trung tất cả lực lượng cuồng dũng về hướng trong miệng. Hai cỗ tràn đầy lực lượng, rốt cuộc oanh kích lên nhau. ầm ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời triệt địa truyền đến. Từng vòng chấn động vô cùng cuồng bạo từ chỗ va chạm của lục vĩ thanh hồ cùng sa thú bộc phát ra, hào quang màu đỏ sậm giống như trời chiều tàn huyết, bên trong hào quang tinh không như quần tinh rơi xuống, triệt để bạo liệt ra. Thân thể cao lớn sa thú anh một tiếng tán loạn ra, biến thành vô số cắt bụi, giống như trận bão cắt nghìn năm không gặp quét ra bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, gò núi cây gỗ hóa thành bụi đất, nhìn không thấy vật gì nữa. chương 559, con dẹp, thân sắc hàn lập không đổi, tay áo run lên, mấy vòng bảo vệ màu xanh lá cuốn ra, đan vào cuốn quanh trước người một hồi, lập tức ngưng tụ thành một bình chướng thanh sắc, che chắn trước người hắn và nạc y phàm. Sau một khắc, bão cát đầy trời cuốn tới với thế không thể đỡ, màn sáng màu xanh như lọt vào vạn đạo mũi tên xà kích, thanh âm không ngừng vang lên như mưa rơi trên lá chuối, nhưng thủy trung vững vàng như núi. Vạn khoảnh núi rừng chung quanh không có người bảo vệ, lập tức bị hoàng phong che kín bầu trời, cát bụi tràn ngập, vô số cổ thụ che trời bị gió cát xoáy lên, sau lại bị bão cát vùi lấp. Phạm vi mấy ngàn trượng chung quanh trong nháy mắt đều hóa thành một mảnh biển cát mênh mông. Mặc dù chỗ đại quân trùng tộc giao chiến với thú tộc cách xa chỗ xa thú và thanh hồ giao phong, nhưng vẫn bị cổ cuồng phong bão cát cuốn tới, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt trở nên mờ mịt vô cùng, những kẻ có tu vi hơi thấp căn bản không cách nào chống đỡ được cổ hoàng phong bão cát này, thậm chí ngay cả đứng thẳng đều thập phần miễn cưỡng, thế cho nên xu chế công kích chém giết của trùng tộc chậm đi rất nhiều. Đại quân thú tộc vốn bị đại quân trùng tộc ép đến không thở nổi, gặp chuyện này tự nhiên là chuyện tốt, nhất là những kim tiên thú tộc kia càng thở dài một hơi, thừa cơ điều chỉnh trận hình chiến trận, gia cố phòng tuyến, dù sao nơi đây vốn là chiến trận thú tộc làm chủ, chiếm cứ địa lợi, thậm chí có một ít bộ tộc do trước đây thế cục biến hóa quá nhanh nên chưa kịp tế ra một ít thủ đoạn cấm chế phòng ngự cũng nhao nhao tế ra. Một lát sau, cát bụi đầy trời rơi xuống, trời đất một lần nữa khôi phục thanh minh. Đại quân thú tộc nhìn chân linh phe mình ra tay chém giết gã cường địch bên kia, về sau sĩ khí đại trấn, mỗi tộc trưởng dẫn dắt tướng lãnh của mình, chu lên trận trận thanh âm rõ to, một lần nữa tổ chức thế công, giết tới đại quân trùng tộc. Lúc trước bởi vì thế công trùng tộc quá mạnh, thú tộc bị đánh có chút bất ngờ không kịp trở tay, trong thời gian ngắn ngủi được cờ chống trọng trấn, ngược lại sĩ khí tăng lên, chiến đấu tốt hơn. Tuy trùng tộc thế lớn, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không cách nào đánh bại thú tộc được trong mảnh biển cát kia không còn nhìn thấy bóng dáng xa thú nữa, chỉ còn lại một thân hình cực lớn lục vĩ thanh hồ, một bàn tay huyết nhục mơ hồ còn đang nắm trường côn màu đen, tay kia lại đang cầm một khối sa tinh to cỡ cái đầu. so với khối Hàn lập đạt được lúc trước, khối này hiển nhiên phẩm chất cao hơn gấp mấy lần, không chỉ óng ánh thông thấu, bên trong còn sinh ra từng sợi tơ vàng, từ trong truyền ra từng trận chấn động linh lực mãnh liệt. Hàn lập phát tay thu hồi màn sáng màu xanh bảo vệ trước người, sau đó thân hình nạc y phàm vội vàng lướt tới bay đến bên người Thanh Hồ, vội vàng hỏi. Túc lục đại nhân, người không sao chứ? Không có việc gì, ta làm sao lại có chuyện? Trong miệng Thanh Hồ nói không có việc gì, nhưng nhịn không được oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nạc y phàm cả kinh, chạy đến trước người nó nhìn xem, mới phát hiện phía trên thanh giáp trước ngực nó cháy đen một mảnh, chính giữa đã phá vỡ một cái lỗ máu to, phía trên tỏa ra từng sợi xương mù màu trắng nhẹ nhẹ, đang co lại từng chút một. Hàn lập đứng ở phía xa, thức thời không có chạy tới gần. Trong lòng hắn khẽ động, kim đồng đang thèm nước bỏ đầy miệng, đang thương lượng cùng hắn, nó muốn lấy khối sa tinh trong tay thanh hồ kia. Lúc trước nó một mực ở trong bụng tỳ hưu, tuy rằng nhục thân đặc thù, nhưng không gian trong cơ thể tỳ hưu tựa hồ không đơn giản, ngay trước đây không lâu nó rốt cục vẫn phải bay ra khỏi miệng tỳ hưu. Đừng suy nghĩ nữa, hiện giờ chúng ta mượn một tay thú tộc để đối phó về kim tiên ngươi nói. Hiện tại nếu làm mọi chuyện phức tạp, rất có thể bị thú tộc trục xuất ra ngoài, đến lúc đó bản thân chúng ta phải đối mặt đại quân trùng tộc đó. Hàn lập truyền âm nói ra, ai nha, lại nói tên kia, khí tức lại càng ngày càng gần, không được, ta phải tránh đi mới được, tiểu bạch, há mồm. Kim đồng cả kinh nói gấp, lão đại, vào bụng ta thì có thể, nhưng ngươi cũng đừng ăn bảo bối của ta. Những năm qua ta tích lũy được chút ít tiên khí, không hề dễ dàng, ngươi đi vào một lần liền ăn hết ba thành. Tì hưu kêu ư ư nói ra, tiểu bạch, tại sao ngươi lại keo kiệt như vậy, chẳng phải ăn một chút tiên khí sao, có đại thúc ở đây thì ngươi lo lắng cái gì chứ? Kim Đồng bất mãn nói ra, chủ nhân, người xem, vẻ mặt tì hưu đưa đám nói, qua cửa ải trước mắt đã, ngươi sẽ được không ít chỗ tốt, nếu cửa ải này còn không qua được, làm sao còn nói sự tình về sau? Trong mắt Hàn Lập chấp động lam mang vài cái, nhìn về phía xa xa, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Toàn bộ dâu ria, toàn bộ đuôi, không bị thương tích gì, rất tốt. Thanh Hồ cúi người đánh giá nạc y phàm một cái, gật đầu nhẹ nói ra may mắn có lệ tiền bối cùng túc lục đại nhân cứu hộ nạc y phàm nói ra ngươi nói là tiểu tử nhân tộc kia thanh hồ không có thu hồi trường côn màu đen kia chỉ về hướng đất cát bên cạnh thân hình khổng lồ xoay chuyển nhìn về phía hàn lập nói vâng thêm lần này nữa lệ tiền bối đã cứu ta hai lần rồi nạc y phàm gật đầu nhẹ nhấn giọng nói hai lần tiểu nha đầu nhà ngươi không phải muốn nhân chuyện này lấy thân báo đáp chứ Khóe miệng lục vĩ thanh hồ nhếch lên, lộ ra vài phần trêu chọc nói. Túc lục đại nhân, nạc y phàm biết rõ nó cố ý trêu chọc mình, đành phải nghiêm mặt nói ra. Nhân tộc luôn luôn xảo trá, đôi khi hồ tộc chúng ta cũng theo không kịp, người cũng không nên quan hệ quá sâu với hắn. Thanh hồ thu hồi vẻ trêu đùa, nghiêm túc nói ra. Ta biết rồi, nạc y phàm gật đầu nói. Trong lúc hai người nói chuyện, thần sắc thanh hồ bỗng nhiên biến đổi, một tay nâng lên trực tiếp bắt lấy nạc y phàm, ném về phía hàn lập trực tiếp dùng ngôn ngữ nhân tộc quát lớn, mau dẫn nàng đi. Hàn lập tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lúc thanh hồ túc lục ném nạc y phàm đi, trong nháy mắt thân hình hắn cũng lóe lên biến mất tại chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện giữa không trung, tiếp lấy nạc y phàm, thân hình lóe lên lần nữa biến mất không thấy. Bên này, sau khi lục vĩ thanh hồ ném nạc y phàm đi, sau đó bàn tay ném ra thu lại, đồng thời tay kia nhấc lên trường côn màu đen, trùng trùng điệp điệp chọc tới một chỗ hư không phía trước. Phương vị này, đúng là nơi trước đây hàn lập đã nhìn qua đường vân tinh thần phía trên trường côn màu đen tỏa ra hào quang mãnh liệt chỗ côn nhọn lóe lên ngân quang lập tức sáng lên một mảnh tinh không sáng trói to mấy trăm trượng phía trước tinh không vốn không có vật gì sau một khắc có một đoàn kiêu dương màu vàng bỗng nhiên nở rộ ra trong nháy mắt quang đoàn màu vàng cực lớn va chạm với mảnh tinh không giống như khối thiên thạch đập vào chỗ màn sáng tinh không phát ra trên trường côn màu đen phát ra một tiếng nổ mạnh rung trời ầm ầm tinh không sáng chói nổ bể ra ầm ầm trường côn màu đen nhìn uy lực vô cùng nhưng trước kim quang này lại trở nên yếu ớt như cao lương phía trên thân côn lan tràn vết dạn nứt vỡ ra vạn đạo tinh mang cuối cùng không địch lại một vòng mặt trời trong núi rừng biển cát thình thịt tán loạn ra trong miệng lục vĩ thanh hồ phát ra một tiếng thét thống khổ thân hình cực lớn lập tức bay ngược lui sau như một cái bao tải cây trên mặt đất một rãnh sâu trùng trùng điệp điệp đụng vào một vách đá dựng đứng ầm ầm lại là một hồi thanh âm sụp đổ vang lên bụi mù cuồn cuộn cùng loạn thạch rất xuống, vùi lấp nửa người lục vĩ thanh hồ vào trong. Trùng linh, khóe miệng của gã trào ra vết máu đen ngòm, ánh mắt cắt gao nhìn chầm chầm vào đoàn kim quang kia, nghiến răng nói ra. Giữa kim quang trói mắt, thân hình một đầu giáp trùng màu vàng to chừng ngàn trượng dần dần hiện rõ ra. Nó đứng ở trên không, toàn thân tản mát ra một cỗ khí thức khủng bố không cách nào nói rõ. Cách đó hơn nghìn dặm, Hàn Lập đang bay nhanh về hướng hạp gốc, hắn không quay đầu lại, nhưng trong lòng dùng mình, kẻ đến không ai khác, chính là một vệ kim tiên khác mà trước đây kim đồng cảm ứng được. Bộ dáng của nó tuy giống như đúc với kim đồng, nhưng khí thức trên thân lại cường đại đến mức làm người ta sợ hãi, hầu như có thể so với cảnh giới thái ất hậu kỳ. Trong lòng hàn lập âm thầm kêu khổ, nhưng thân hình không ngừng lại chút nào, ánh sáng màu xanh quanh thân chợt hiện vài cái, độn tốc ngược lại nhanh hơn vài phần. Trùng linh đại nhân, đại quân trùng tộc bị đại quân thú tộc trở nên dũng mãnh giết đến đại loạn, lúc nhìn thấy vệ kim tiên trùng linh phe mình ra tay sau đó nhao nhao hô lên điên cuồng những linh trùng được các trùng tộc nhân sử dụng cũng tựa hồ bị lực lượng nào đó quán trú trở nên càng thêm điên cuồng khát máu xông tới đại quân thú tộc chiến trường trở thành một mảnh hỗn loạn lại lần nữa lâm vào trạng thái rằng co nạc thanh lân đã trở về trên chiến trường lúc nhìn thấy vệ kim tiên hiện thân thì sợ hãi cả kinh vội vàng nhìn sang hướng lục vĩ thanh hồ bên này ý đồ tìm kiếm bóng dáng nữ nhi kết quả khi gã truy ra khí thức nạc y phàm lại phát hiện nàng đã bị hàn lập đưa về phía trên cốc khẩu tòa thành giao ra đây giáp trùng màu vàng run lên hai cánh hờ hững mở miệng nói như thanh âm chuông vàng rung giữa trời đất chấn động không thôi khục khục đúng là phụ thân nói không sai ngươi quả là con dẹp đánh không chết một lần đạp không chết tiếp theo sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa chỉ là không nghĩ tới lần đại chiến trước đó đến nay ngươi lại mạnh mẽ đến như thế này lục vĩ thanh hồ ho mãnh liệt ra một ngụm máu tươi cười khẩy nói lời này ta chỉ nói một lần. Giáp trùng màu vàng lạnh lùng nói xong, hai chân trước giao thoa, đột nhiên vung lên phía trước. Hai đạo tinh quang từ hai chân trước của nó bỗng nhiên bay ra, tiêm mỏng như hai cánh ve sầu cự đại, lóe lên biến mất trong hư không. Lục vĩ thanh hồ lại giống như người sống gặp quỷ, sớm âm thầm tụ lực ở sáu cái đuôi, bỗng nhiên vỗ một cái, thân hình đột nhiên cất cao mấy trăm trượng, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, khó khăn lắm tránh qua, né được hai đạo tinh quang chảm kích. Hàn lập rời đi thật xa, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng màu lam, cẩn thận quan sát một màn này, trong lòng kinh hãi không thôi. Chỉ thấy ánh sáng trong hư không bụi bặm khi hai đạo tinh quang đi qua, trong nháy mắt bị đoạn làm hai nửa. Lục vĩ thanh hồ né tránh được, vách núi phía sau nó liền bị tinh quang chém chúng một kích. Nham thạch trải rộng vách núi giống như một khối đậu hũ, ở chính giữa hiện ra một đạo vết rách đứt gãy trực tiếp bị chém ngang qua. Thân hình lục vĩ thanh hồ lơ lửng trên không trung thoạt nhìn đã thê thảm đến cực điểm trong miệng la lớn một tiếng. Phụ thân, con dẹp kia khi dễ ta, thanh âm vừa rơi xuống, trong hư không đã có một mảnh tinh mang trói mắt sáng lên. Một thân ảnh khác càng thêm cực lớn, từ trong hiển hiện ra. sáu 560, Vương, đó là một con hồ ly màu xanh có hình thể cực kỳ khổng lồ, so với lục vĩ thanh hồ lớn hơn gấp đôi. Trên người hồ ly này mặc một bộ chiến giáp màu vàng hoa mỹ, phía trên minh khắc rậm rạp chẳng chịt phù văn màu bạc, chấp động không thôi, chín cái đuôi cực lớn sau lưng đong đưa nhẹ nhàng, thoạt nhìn cực kỳ thần tuấn. Cửu vĩ thanh hồ có khuôn mặt dài nhỏ, trên mi tâm có một đồ án tinh thần, tản mát ra tinh quang chói mắt. Khí tức vô cùng to lớn từ trên thân cửu vĩ thanh hồ tán phát ra, so với kim sắc giáp trùng không kém chút nào, lại mơ hồ hơn vài phần. Vương, nạc thanh lân và đám kim tiên thú tộc lộ ra thần sắc cuồng nhiệt, cao giọng nói ra. Chỉ là bây giờ chiến cuộc phía dưới đang kịch liệt nên bọn gã không bay tới, sĩ khí đại quân thú tộc cũng đại chấn. Phụ thân, thân ảnh lục vĩ thanh hồ túc lục nhoáng một cái, bay đến bên cạnh cửu vĩ thanh hồ. Sau một kích, kim sắc giáp trùng cũng không thèm để ý đến túc lục, thậm chí cũng không nhìn cửu vĩ thanh hồ, một đôi đồng tử màu vàng nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hàn lập cũng bị ánh mắt kim sắc giáp trùng đảo qua, trong lòng cả kinh. Hắn cũng không dám cam đoan kim đồng bị tì hưu nuốt vào có thể tránh thoát bản năng dò xét của phệ kim trùng đối phương hay không bất quá ánh mắt kim sắc giáp trùng chỉ thoáng đảo qua người hắn một cái, cũng không lưu lại, điều này làm cho trong lòng hàn lập hơi buông lỏng, nhưng vẫn không dám thư giãn chút nào. Cửu vĩ thanh hồ trừng mắt có vẻ trách cứ túc lục, sau đó vung chân trước lên, một đạo ánh sáng màu xanh như nước bắn ra, chui vào trong thân thể nó. Đa tạ phụ, ánh sáng màu xanh trên thân túc lục lập lè một hồi, vết thương lập tức khôi phục hơn phân nửa, mặt mày trở nên hớn hở. Ngươi lui xuống trước đi, cửu vĩ thanh hồ cắt đứt lời nói túc lục, trầm giọng nói. Túc Lục gật đầu nhẹ, thân hình nhoáng một cái thối lui ra xa. "Trùng Linh, lập tức ly khai, nếu không chớ trách bổn tôn không khách khí." Cửu Vĩ Thanh Hồ ngẩng đầu nhìn Kim Sắc Giáp Trùng, trong ánh mắt dài nhỏ tràn đầy vẻ lạnh lùng, há miệng phát ra thanh âm u ù, ù như lôi đình. Lúc này Kim Sắc Giáp Trùng mới thu hồi ánh mắt, nhìn lại Cửu Vĩ Thanh Hồ, ánh mắt chấp động vài cái. Sau một khắc, thân hình nó đột nhiên nhoáng một cái trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyễn ảnh màu vàng, lóe lên liền xuất hiện trước người cửu vĩ thanh hồ. Chỉ thấy nó mở miệng ra, một đạo kim quang sáng long lanh vừa thô vừa to từ trong miệng bắn ra nhanh như điện, tốc độ nhanh khó có thể tin, lóe lên xuyên thủng thân thể cửu vĩ thanh hồ. Cửu vĩ thanh hồ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ căn bản không kịp phản ứng. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy thân hình cử vĩ thanh hồ tán loạn biến mất, chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Kim sắc giáp trùng hơi ngẩn ra, thân hình đang bay nhào tới chợt ngừng lại. Nhưng vào thời khắc này, sau lưng nó lóe lên thanh ảnh, thân ảnh cửu vĩ thanh hồ lăng không lơ lửng ở đó, chín đuôi màu xanh sau lưng nhanh như chớp xoắn một cái, cuốn lấy thân thể kim sắc giáp trùng. Một linh vực màu xanh từ trên thân cửu vĩ thanh hồ tán phát ra, bao phủ kim sắc giáp trùng vào bên trong. Cùng lúc đó, trên chín đuôi hồ hiện ra một tầng linh quang đen thui, phía trên ngôi sao chấp động hào quang, nhanh chóng co rút lại, giống như chín đầu cự mãng đen thui, gắt gao cuốn lấy thân thể kim sắc giáp trùng. Cửu vĩ thanh hồ há lớn miệng, phun ra một đạo hỏa trụ màu đen, đánh vào trên thân giáp trùng. Động tác liên tiếp diễn ra nhanh vô cùng, trong nháy mắt một mảnh biển lửa màu đen hiển hiện ra, bao phủ kim sắc giáp trùng vào trong. Trong biển lửa tàn mát ra một sức nóng làm cho người khó nói lên lời, hư không phụ cận cũng vặn vẹo kịch liệt, liên tục run rẩy không thôi. Hàn lập cách biển lửa một khoảng, nhưng vẫn cảm thấy sức nóng khó nhịn được, thân hình nhoáng một cái bay vụt ra phía xa. Túc lục cũng thối lui ra xa, ánh mắt lộ ra một tia khoái ý. Cửu vĩ thanh hồ cũng không có dừng lại, đồ án tinh thần ở mi tâm hiện ra tia sáng chói mắt, chợt bắn ra một đạo ánh sáng ngôi sao. Ánh sáng ngôi sao này là do từng phù văn ngôi sao màu đen hình thành, tản mát ra chấn động lực lượng pháp tắc mãnh liệt, lóe lên chui vào trong biển lửa màu đen. Biển lửa màu đen đột nhiên phóng đại, hỏa diễm màu đen nhanh chóng nhạt đi, nhưng độ nóng lại nhanh chóng tăng thêm mãnh liệt. Hư không phụ cận biến thành màu đen nhạt, đột nhiên vặn vẹo hơn nhiều, dường như hư không cũng bị đốt cháy thân ảnh kim sắc giáp trùng bị biển lửa triệt để bao phủ bên trong, không nhìn thấy bóng dáng, giống như đã biến thành cho tàn. Mắt thấy cảnh này, mặt túc lục lộ vẻ vui mừng. Một đám kim tiên thú tộc phía dưới cũng chấn động tinh thần, một phương kim tiên trùng tộc lại hoàn toàn trái ngược, sắc mặt trắng bệch. Sau một khắc, biển lửa màu đen chợt cuồn cuộn lên, vị trí trung tâm hiện ra một cái vòng xoáy, nhanh chóng biến lớn lên, bên trong vòng xoáy lộ ra một điểm kim quang. Cửu vĩ thanh hồ cả kinh, đang tính làm cái gì thì vòng xoáy kia biến lớn mãnh liệt, bên trong kim quang càng sáng rõ. Tất cả hỏa diễm màu đen đều cuồn cuộn chui vào trong vòng xoáy, biến mất vô tung. Thân ảnh giáp trùng hiển hiện ra, thân thể vẫn đang bị chín đuôi hồ trói buộc, phía trên miệng lớn lập lè kim quang, đang cắn nuốt đám hỏa diễm màu đen cuối cùng. Tiếng hoan hô thú tộc im bặt, cả thiên địa yên tĩnh giống như chết, chiến trường chiến đấu phía dưới cũng dừng lại một chút. Túc lục càng cứng họng, bộ dạng như gặp quỷ. Hàn lập chứng kiến cảnh này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. tại sao trùng linh này càng ngày càng mạnh như vậy? ngay cả u hộ đại nhân nạc y phàm lẩm bẩm trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. u hộ trong miệng ngươi là vương của các ngươi, ánh mắt hàn lập chớp lên hỏi. đúng vậy, u hộ đại nhân là chân linh mà tất cả thú tộc chúng ta thờ phụng là vương bổn tộc cũng là phụ thân chân linh túc lục. nạc y phàm gật đầu nói. xem vị vương này của các ngươi cùng trùng linh thì chắc không phải giao phong lần đầu rồi cuối cùng thực lực trùng linh như thế nào có nhược điểm gì không hàn lập lại hỏi thân thể trùng linh này cứng rắn vô cùng lại có thể thôn vệ hầu hết tất cả công kích ta thật sự nghĩ không ra nhược điểm gì bất quá trước đây u hộ đại nhân tựa hồ vận dụng thần hồn công kích nào đó mới làm hắn kinh sợ thối lui đấy nạc y phàm suy nghĩ một chút lắc đầu nói hàn lập im lặng gật đầu nhẹ ánh mắt hơi hơi chớp động trong lòng hắn rõ ràng hơn bất luận kẻ nào thân thể phệ kim trùng cứng rắn vô cùng hầu như không có nhược điểm, nhưng so với thân thể vô cùng cường đại kia thì thần hồn hoàn toàn chính xác nhỏ yếu hơn rất nhiều. Ngay lúc Hàn Lập cùng Nạc Y Phàm nói chuyện với nhau, kim sắc giáp trùng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía chín đuôi hồ, hai chân trước vung lên. Hai đạo tinh quang màu vàng mỏng như cánh ve từ chân trước của nó bỗng nhiên bay ra, chém về phía đuôi hồ. Cửu vĩ thanh hồ biến sắc, chín cái đuôi hồ lập tức thu hồi nhanh như tia chớp, đồng thời thân thể lóe lên hóa thành một đạo thanh ảnh, bay tránh ra xa. Động tác của nó mặc dù nhanh, nhưng vẫn có hai cái đuôi hổ bị tinh quang màu vàng chém chúng. Một tiếng vang nhỏ, hai đuôi hồ vang ra, huyết dịch từ chỗ đứt gãy chen trúc chảy ra. Thân ảnh cửu vĩ thanh hồ nhoáng một cái xuất hiện cách đó hơn 10 dặm, nhìn thoáng qua chỗ đuôi bị đứt, lập tức giận dữ, hai chân trước mãnh liệt nhấn một cái vào hư không. ầm ầm hai tiếng trầm đục cực lớn vang lên, hư không phía trên kim sắc giáp trung vang lớn ầm ầm hai thú chảo một thanh một hắc cực lớn gần mẫu hiện ra. Thú chảo màu xanh tản mát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, nhạt, vô số phù văn màu xanh nhảy lên trong đó. Thú chảo màu đen lại hiện ra từng đạo đồ án tinh thần đen kịt, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thâm sâu. Hai thú chảo hạ xuống với khí thế hung hăng, chém xuống kim sắc giáp trùng. Kim sắc giáp trùng tựa hồ cười nhạo một tiếng, kim quang trên thân cuồn cuộn một hồi, từ trong bắn ra hai đạo kim quang như mãng xà, mơ hồ một cái liền đơn giản xuyên thủng hai thú chảo cực lớn. Hư ảnh mãng xà màu vàng khẽ quấn lấy hai thú chảo sau đó hung hăng xiết một cái. Một cỗ man lực đáng sợ truyền lên trên hai thú chảo. Ầm ầm một âm thanh trầm đục vang lên, hai thú chảo trong nháy mắt bạo liệt ra, hóa thành vô số linh quang màu xanh, màu đen phiêu tán ra, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Hai chân trước cửu vĩ thanh hồ nhấc lên, vẽ vào hư không hai nửa vòng tròn. Những linh quang xanh đen phiêu tán kia chợt chớp động, sau đó dung hợp với nhau, trong nháy mắt hóa thành vô số quang tia màu xanh đen, quấn chặt lấy thân thể kim sắc giáp trùng. Kim sắc giáp trùng thoáng kinh ngạc một cái, lập tức cười suy một tiếng, trên thân lập tức đại phóng kim quang, hóa thành một đạo tinh quang màu vàng, chảm lên quang tia xanh đen. Đùng đùng một hồi thanh âm giòn vang, những quang tia xanh đen này nhìn như bình thường, nhưng vững chắc dị thường, chỉ đứt gãy non nửa, số còn dư lại vẫn một mực khốn trói thân thể giáp trùng. Trong mắt giáp trùng hiện lên vẻ kinh ngạc, vào thời khắc này, hư không phía trên nó lóe lên thanh ảnh, thân ảnh cử vĩ thanh hồ hiển hiện ra. Hai chân trước thanh hồ lóe lên hắc quang, lú ra từng móng vuốt dài hơn một trượng, móng vuốt sắc bén màu đen giống như liêm đao, phía trên minh khắc từng đạo linh văn ngôi sao màu đen. Cửu vĩ thanh hồ bay nhào xuống, trên người móng vuốt sắc bén nở rộ tinh quang sáng chói, hung hăng chộp vào lưng kim sắc giáp trùng. Một âm thanh nổ mạnh như kim loại va chạm, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Chấn động bộc phát mãnh liệt ra, kim quang hắc mang đan vào nhau chói mắt, phát ra thanh âm phong bạo ù ù quét ra chung quanh. Từng đám móng vuốt sắc bén ở chân trước cửu vĩ thanh hồ thình lình đều đứt gãy, mà lưng kim sắc giáp trùng cũng bị cắt ra từng đạo trắng bạc, nhưng không sâu, càng không có máu tươi chảy ra. Cửu vĩ thanh hồ chứng kiến cảnh này, thần tình càng trở nên cực kỳ khó coi. Giáp trùng đột nhiên tản mát ra kim sắc quang mang đại thịnh, quay tiết một vòng hóa thành một mảnh hào quang màu vàng, trong đó mơ hồ có thể thấy từng đạo tinh ti màu vàng, tản mát ra một lực cắn nuốt cường đại. Những hắc mang kia chạm đến hào quang màu vàng, lập tức bị hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hào quang màu vàng không ngừng lại chút nào, cuồn cuộn ngược lại, tuôn ra bay đến hướng cửu vĩ thanh hồ. Cửu vĩ thanh hồ dường như rất kiêng kỵ hào quang màu vàng này, tứ chi khẽ động, thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh màu xanh, bắn ra phía xa. Nhưng vào thời khắc này, kim quang trên thân kim sắc giáp trùng lần nữa tỏa sáng hào quang, sáng lên giống như một vòng mặt trời màu vàng. Kim quang trói mắt nhanh chóng vô cùng khuếch tán ra chung quanh, hình thành một linh vực màu vàng cực lớn như thực chất, lưu quang di động trong đó như từng dòng nước lũ, hình thành một cái vòng xoáy. Cửu vĩ thanh hồ chưa kịp bay ra xa liền bị linh vực màu vàng bao lại, thân thể nhoáng một cái như xa vào vũng bùn, tốc độ phi độn lập tức đại giảm. Thân hình giáp trùng hiển hiện ra, những quang tia xanh đen khốn trói nó đã không thấy đâu nữa. Nó ngẩng đầu nhìn cửu vĩ thanh hồ, trong mắt tràn đầy lãnh mang, miệng há lớn, hơn 10 đạo pháp tắc tinh ti màu vàng từ trong bắn ra. O, O, N, G. Pháp tắc tinh ti vừa bay khỏi miệng giáp trùng, lập tức nhanh chóng biến lớn thô giáp lên, tản mát ra kim quang chói mắt, vô số phù văn màu vàng chấp động trong đó. Hơn 10 đạo tinh thi vừa thô vừa to nhanh chóng quấn quanh cùng một chỗ, hóa thành một đầu dao long màu vàng dài mấy trăm trượt, trông rất sống động. chương 561, bất đắc dĩ, dao long tỏa ra kim quang trói mắt, lao nhanh như một đạo cầu vòng chém ngang trời đuổi theo cửu vĩ thanh hồ, thanh thế như sấm vang chấp giật. Cửu vĩ thanh hồ thấy thế ngửa đầu kêu lên một tiếng chấn động. Linh quang bên trong linh vực màu xanh cuồn cuộn hội tụ phía sau lưng nó tạo thành một màn sáng dày đặc, phía trên vô số linh văn chuyển động tản ra những trận pháp tác chấn động cường đại. Màn sáng màu xanh mới thành hình, dao long màu vàng đã lao tới, thân thể khổng lồ như mũi tên rời cung đâm vào trên màn sáng. Ầm 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 âm, âm thanh vang rền, sáu đạo quang mang màu xanh tán loạn, liền bị dao long xuyên thủng, tan vỡ. Tuy nhiên thân hình của dao long cũng bị thu nhỏ lại không ít, chỉ còn lại phân nửa nhưng vẫn sáng chói, tốc độ không giảm chút nào. Cửu Vĩ Thanh Hồ không giấu được vẻ kinh ngạc, há miệng phun ra một cỗ quang manh có hai màu xanh đen. Lưỡng sắc quang mang quấn lấy nhau ta ỏ thành hình một mũi tên hai màu, phía trên có những luồng ánh sáng xoắn ốc nhanh chóng bắn ra va chạm với dao long. ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời, một quầng sáng màu vàng hiện ra, bao phủ phạm vi mười dặm, cuốn cả cửu vĩ thanh hồ vào bên trong. Trong quầng sáng màu vàng còn kèm theo lưỡng sắc quang mang màu xanh đen, nhưng rõ ràng đang ở thế hạ phong. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng cả chiến trường, tản mát ra cỗ linh áp khổng lồ sâu không lường được, tàn phá bừa bãi khắp không trung, hóa thành một cơn cuồng phong cuốn về bốn phương tám hướng. Những chiến sĩ thú tộc và trùng tộc có thực lực hơi yếu liền bị quét sạch ra ngoài, một tiếng cũng không kịp kêu lên, thân thể bị nghiền nát thành những mảnh nhỏ, chiến trường trở nên hỗn loạn. Vào giờ phút này một đạo thanh quang từ trong quầng sáng màu vàng bắn ra, lóe lên hiện ra thân ảnh cửu vĩ thanh hồ. Cửu vĩ thanh hồ vốn uy phong lầm lẫm bây giờ nhìn vô cùng chật vật, trên người có mấy đạo vết thương sâu dài, ở bụng cũng có một lỗ máu lớn, linh quang bên ngoài thân cũng mở đi rất nhiều, hiển nhiên bị thương rất nặng. Phụ thân, túc lục kinh hãi, phi thân đáp xuống bên cạnh cửu vĩ thanh hồ. Mà phía bên thú tộc nhìn thấy cảnh này, mặt mũi trắng bệch không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, một đoàn kim quang như chớp điện lao đến, chính là con giáp trùng màu vàng kia. Cửu vĩ thanh hồ mặc dù bị thương rất nặng nhưng vẫn cố gắng nghênh đón. Thanh quang quanh thân túc lục đại phóng, không người nhìn giáp trùng màu vàng, sẵn sàng lao lên ứng chiến. Vào thời điểm này trên hư không bỗng nhiên lóe lên kim quang, một cánh cổng màu trắng không biết từ đâu xuất hiện từ trên trời rơi xuống đập lên thân giáp trùng. Trên cánh cổng minh khắc những đồ án hình vòng tròn, bạch quang lấp lóe, linh khí bức người, là một kiện tiên phí uy lực bất phàm. Âm thanh ù ù vang lên, từ cánh cổng màu trắng có vạn đạo bạch quang tỏa ra ngưng tụ thành một vòng sáng hình tròn to lớn giam thân thể giáp trùng vào trong. Bạch quang quay cuồng phát ra nhũng âm thanh như đá núi va vào nhau, khí thế kinh người giáp trùng màu vàng bị vòng sáng bao vây thân thể đang bay nhanh đột nhiên ngừng lại hai con hồ ly một lớn một nhỏ ở đằng xa nhìn lại thấy cảnh này đều lộ vẻ ngoài ý muốn u hộ không ngờ ngươi là man hoang chân linh mà lại phải cúi đầu nhờ tu sĩ nhân tộc ti tiện giúp đỡ giáp trùng hơi bất ngờ rồi cười lạnh một tiếng nói đồng thời hai chân trước vung lên ngay lập tức một mảnh tinh quang xâm nghiêm xuất hiện cuồn cuộn hóa thành một đạo cầu vòng dài mấy trăm trượng lóe lên biến mất rồi đột ngột chém lên trên cổng trào màu trắng Ầm một tiếng thật lớn, cầu vồng vỡ vụn, cánh cổng bị chém một vết sâu nhưng cũng không bị phá vỡ. Vòng sáng màu trắng từ cánh cổng tỏa ra bị chấn động, rút nhỏ không ít. Giáp trùng thấy thế, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Lúc này trên cánh cổng đột nhiên hiện lên một thân ảnh màu tím, là từ kim cự nhân cao mấy chục trượng, có ba đầu sáu tay, không ai khác chính là Hàn Lập thi triển Phạm Thánh Chân Ma Công Tam Niết Biến. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, sáu cánh tay huy động tạo thành những đạo tàn ảnh trong không trung. Ba đạo quang mang vàng trắng đen từ tay Hàn Lập bắn ra, nhìn kỹ thì thấy một tấm lưới màu vàng, một thanh thước gỗ đen kịt và một ngọc chặn giấy màu trắng sữa, đều là chiến lợi phẩm hắn đoạt được từ trong Minh Hàn Tiên Cung. Tấm lưới màu vàng tỏa ra hào quang rực rỡ, biến lớn rồi quấn quanh thân giáp trùng. Thước gỗ màu đen theo sát phía sau cũng phóng đại ra không biết bao nhiêu lần, hung hăng chém lên thân nó. Từ thước gỗ hiện ra hàng loạt phù văn màu đen to như cái đầu, quay cuồng một chút rồi hợp lại thành một pháp trận màu đen, bao phủ giáp trùng vào trong. Bạch quang lưu chuyển trên ngọc chặn giấy, rồi cũng biến thành mảng lớn như tòa núi khổng lồ, ầm ầm rơi xuống. Từng đạo ánh sáng từ trên cự phong tuôn ra thành một lồng ánh sáng màu trắng hình bán cầu, lớp này đến lớp khác giam giữ giáp trùng lại. Quang mang từ bốn kiện tiên phí phát ra đan sen vào nhau, giúp vòng sáng từ cảnh cổng đang loạn động cũng ổn định trở lại. Bị bốn kiện tiên khí vây khốn, áp lực quanh thân giáp trùng cũng tăng lên, động tác trở nên chậm chạp hàn lập thấy thế cũng không dám buông lỏng chút nào ngược lại sắc mặt càng ngưng trọng trong miệng không ngừng tụng niệm chú ngữ bản thân hắn cũng đang kêu khổ không thôi lần này ra tay cũng là việc bất đắc dĩ không còn cách nào khác kim đồng không thể trốn mãi trong cơ thể tì hưu nên nếu để con vệ kim tiền có cảnh giới thái ất này giết được cửu vĩ thanh hồ thì thú tộc chắc chắn đại bại mà hắn cũng không có kết quả tốt đẹp gì đến khi kim đồng không trốn được nữa đi ra thì là lúc một mình hắn phải đương đầu với đại địch khủng bố trước mặt đó là điều không hay tí nào Vừa cân nhắc, bốn cánh tay Hàn Lập vừa múa như bánh xe bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết màu tím nối đuôi nhau dung nhập vào trong bốn kiện tiên khí, hai cánh tay còn lại thì vung lên mạnh mẽ. Rầm rầm, tiếng xiềng xích va chạm vang đội truyền ra, mấy chục dây xiềng xích màu đen xuất hiện, chính là 36 căn cách nguyên pháp liên của Phong Thiên Đô. Ngày đó chém giết Phong Thiên Đô tại Minh Hàn Tiên Cung, 36 căn cách nguyên pháp liên này cũng rơi vào tay hắn. Nhưng cho đến hôm nay Hàn Lập vẫn chưa thể triệt để luyện hóa chúng nhưng vật này vốn là bản mệnh pháp bảo của phong thiên đô đã tế luyện qua thời gian rất dài lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó vô cùng hùng hậu đặc biệt còn có tác dụng giam cầm thần hồn nguyên anh rất mạnh mẽ hàn lập lẩm bẩm niệm pháp quyết 36 căn cách nguyên pháp liên như xúc tu cuộn lên trên mỗi căn xiềng xích đều có những phù văn như hạt gạo chớp sáng liên tục tản mát ra một cỗ pháp tắc ba động khiến người khác sợ hãi giáp trùng màu vàng cảm nhận được khí thức của cách nguyên pháp liên trong lòng hơi bất an nổi giận gầm lên một tiếng thân thể nó tỏa ra kim quang rực rỡ rồi đột nhiên thu hết vào trong người như cá voi hút nước, trên giáp sắc màu vàng đột nhiên hiện lên những điểm vàng lấm tấm, không ngừng chấp động, nhìn qua giống như có vô số con mắt màu vàng kim nhấp nháy. Một tiếng kêu thanh minh thơ ú trời vang lên, mỗi con mắt bắn ra một đạo tinh quang màu vàng, dày đặc như mưa to gió lớn cuồng bạo đánh lên bốn kiện tiên khí. Tấm lưới màu vàng kim run rẩy kịch liệt, là kiện tiên khí đầu tiên bị vô số đạo tinh quang xoắn nát, pháp trận từ thước lớn màu đen cũng chỉ chống đỡ thêm được mấy hơi thở cũng bị tinh quang đâm thùng, vết nước lan ra khắp thân thước rồi nhanh chóng vỡ nát. Tinh quang màu vàng chưa ngừng lại, tiếp tục đánh lên cánh cổng và sơn phong màu trắng, chẳng mấy chốc trên hai kiện tiên khí này hiện ra những vết sách dày đặc, nhưng không ngờ lại khá cứng cỏi, không bị kim quang chảm phá, vẫn cố gắng giam cầm giáp trùng màu vàng. Hàn lập thấy thế, trong lòng âm thầm buông lòng, hai kiện tiên khí này đều được tạo ra từ vật liệu ngọc thạch, hắn quả nhiên đoán không sai, Loại vật liệu này có khả năng ngăn cản công kích của Phệ Kim Tiên rất hữu hiệu. Pháp quyết trong tay của hắn ngày càng nhanh, đồng thời sáu con mắt tinh quang đại phóng. Giữa mi tâm Hàn Lập tinh quang lóe lên, một đạo kiếm ảnh trong suốt bắn ra, như dịch chuyển tức thời xuất hiện ngay trước mặt giáp trùng màu vàng. Thân sắc giáp trùng biến đổi, hai chân trước vung lên, nhanh như ánh sáng chém về phía kiếm ảnh. Keng keng một tiếng, hai chân trước va vào nhau, kiếm ảnh hơi mờ lóe lên chui lọt qua đâm thẳng vào đầu giáp trùng. Trên mặt giáp trùng bỗng nhiên lộ ra vẻ thống khổ, thân thể khổng lồ không ngừng run rẩy, toàn thân kim quang đại tác, miệng thét lên một tiếng kêu thảm thiết. Hàn Lập thoáng vui mừng nhưng không hề dừng lại, há miệng phun ra một đoàn tinh huyết tử kim. Tinh huyết đón gió tản ra, hóa thành một mảng huyết vụ màu tử kim, dung nhập trong 36 căn cách nguyên pháp liên. Những căn cách nguyên pháp liên này hấp thu tinh huyết, phù văn phía trên sáng rực rỡ, tỏa ra những đạo hắc quang óng ánh, lực lượng pháp tác càng trở nên mạnh mẽ. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết rồi vung tay lên, 36 căn cách nguyên pháp liên mơ hổ biến mất trong hư không rồi đột ngột xuất hiện bên cạnh giáp trùng, muốn chui vào trong cơ thể nó. Giáp trùng màu vàng mặc dù chưa hoàn toàn ổn định lại được thân thể nhưng ánh mắt vẫn vô cùng thanh minh. Nhìn thấy cảnh này nó cố gắng há miệng phun ra một mảng hào quang màu vàng, trong đó có những đạo tinh ti màu vàng lấp lẽ, tầm 3-40 sợi, tản mát ra pháp tắc ba động mãnh liệt. Tinh ti màu vàng quay cuồng, Hào quang cũng biến đổi tạo thành một vòng xoáy màu vàng cuốn lấy 36 căn cách Nguyên Pháp Liên. Cách Nguyên Pháp Liên bị vòng xoáy màu vàng bao phủ, lập tức mất cân bằng, bị hút vào trong vòng xoáy. Hàn Lập thấy vậy không khỏi giật mình, sáu cánh tay vội vàng bấm niệm pháp quyết, cố hết sức giữ cách Nguyên Pháp Liên lại. Đồng thời mi tâm hắn lại lóe lên lần nữa phóng ra thêm một đạo kiếm ảnh chui vào trong thần thức giáp trùng. Giáp trùng màu vang thét lên thảm thiết, vòng xoáy màu vàng cũng run lên nhưng không tiêu tán vẫn ngoan cường chuyển động hút lấy cách nguyên pháp liên từng tí một hàn lập trong lòng khẩn trương đang muốn thực hiện thêm một vài biện pháp lúc này đột nhiên qua người giáp trùng màu vàng thanh quang lóe lên một mảng linh vực màu xanh xuất hiện lan về bốn phương tám hướng hàn lập khẽ giật mình vội nhìn sang liền thấy cửu vĩ thanh hồ u hộ đang bay tới phụ cận vòng xoáy màu vàng có thanh mang lấp lóe từng sợi tơ pháp tắc màu xanh hiện lên cùng tầm ba bốn mươi sợi những sợi tơ pháp tắc này cũng chui vào trong vòng xoáy màu vàng quấn lấy những tinh đi kia vòng xoáy màu vàng lập tức chậm lại phía bên trong phát ra những tiếng ù ù chầm đục cửu vĩ thanh hồ há to miệng rộng phun ra một cỗ quang mang hai màu xanh đen xoắn lấy nhau lần nữa tạo thành một đạo cử tiến khổng lồ âm thanh xé trời vang lên cử tiến lóe lên rồi chui vào trong vòng xoáy vòng xoáy đột nhiên biến lớn rồi vang lên một tiếng ẩm vang tan vỡ không còn hắc quang xuất hiện 36 căn cách nguyên pháp liên từ bên trong bắn ra nhanh chóng chui vào trong cơ thể giáp trùng. chương 562, kinh sợ thối lui, ánh mắt kim sắc giáp trùng cả kinh, kim quang trên thân cuồn cuộn kịch liệt, sau đó tốc độ bay giảm nhanh lấy mắt thường có thể thấy được, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sau khi kim quang biến mất, khí tức khổng lồ trên thân giáp trùng cũng hoàn toàn biến mất, lập tức thân thể giống như một tảng đá rơi nhanh xuống mặt đất phía dưới, Cổng trào màu trắng cùng cái trận giấy màu trắng biến thành sơn phong lúc trước vì giam cầm kim sắc giáp trùng, uy năng đã hao tổn rất lớn, về sau lại bị hao tổn nghiêm trọng, đến mức mức nhỏ mạnh hết đà, vừa rồi lại bị hai đại thái ất ngọc tiên cứng rắn và chạm dẫn phát sóng xung kích, song song bị chấn bay ra ngoài. Trong lòng kim sắc giáp trùng kinh hãi, Nguyên Anh trong cơ thể bị một cổ lực lượng pháp tắc quái dị giam cầm, không cách nào điều động tiên linh lực được. Cửu Vĩ Thanh Hồ cũng cảm giác được tình huống trong cơ thể kim sắc giáp trùng, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua hàn lập đồng thời trên thân tỏa sáng hào quang xanh đen chân trước vung lên hiu 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 u u mấy đạo hư ảnh mũi tên xanh đen hiện ra sau đó bắn ra như điện lóe lên rồi biến mất đánh lên thân kim sắc giáp trùng giáp trùng vốn đang rơi xuống do lại bị hư ảnh mũi tên đánh trúng một cổ cự lực trùng kích xuống tốc độ đột nhiên tăng lên hung hăng nện vào mặt đất một tiếng vang thật lớn bụi đất tung bay đánh ra một cái hố to Cử Vĩ Thanh Hồ đang muốn truy kích theo, trên mặt chợt lộ vẻ thống khổ, ánh sáng màu xanh trên thân chợt chớp động kịch liệt, sau đó nhanh chóng ảm đạm xuống, linh vực màu xanh cũng theo đó biến mất. Phụ thân, Túc Lục vội vàng bay tới đỡ lấy thân thể Cử Vĩ Thanh Hồ, đồng thời lòng bàn tay phát ra hai đạo ánh sáng màu xanh, rót vào trong cơ thể phụ thân. Thần tình Cử Vĩ Thanh Hồ tốt lên một chút, khí thức có chút ổn định lại. Nhưng vào thời khắc này, một đạo kim quang đột nhiên từ trong bụi đất bắn ra, đúng là kim sắc giáp trùng kia bây giờ giáp sắc màu vàng trên lưng nó mở ra hiện ra một đôi cánh kim sắc bay về phía xa như lưu tinh tuy tiên linh lực trong cơ thể giáp trùng đã bị phong ấn nhưng lực lượng thân thể vẫn còn dùng cánh phi hành tốc độ vẫn cực nhanh trong giây lát đã đến chân trời phía xa lại lóe lên biến mất vô tung chạy đâu túc lục thấy vậy nổi giận gầm lên một tiếng đang tính đuổi theo ngăn cản được rồi tuy trùng linh kia bị phong ấn tiên linh lực nhưng thân thể vô cùng cường đại lấy đạo hạnh không ra gì của ngươi dù đuổi kịp cũng không giết được nó cửu vĩ thanh hồ chậm rãi mở miệng nói ra túc lục nghe vậy hậm hực dừng bước cửu vĩ thanh hồ quay đầu nhìn hàn lập cách đó không xa hàn lập vẫn đứng đó cũng không có đuổi theo bây giờ hàn lập đã khôi phục trạng thái hình người sắc mặt trắng bệch khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi hắn tham chiến dù chỉ chốc lát nhưng đối thủ là một vệ kim tiên thái ất hậu kỳ hắn thi triển bất kỳ thủ đoạn nào đều dùng toàn lực tiên linh lực tiêu hao thật lớn bây giờ chỉ còn lại chưa đến một thành nếu Phệ Kim Vương kia không lập tức rời đi, mà tiếp tục ngây ngốc ở đây thêm một chút, dù hắn có đan dược cùng tiên nguyên thạch bổ sung, cũng không thể kiên trì được. Vừa rồi đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, Cửu Vĩ Thanh Hồ gật đầu một cái với Hàn Lập, nói ra: "Các hạ khách khí, nếu để cho trùng linh kia thủ thắng, kết quả của ta chỉ sợ cũng không tốt đẹp gì." Hàn Lập đưa tay lau máu tươi nơi miệng, nói ra: "Cửu Vĩ Thanh Hồ nhìn thật sâu Hàn Lập, sau đó yên lặng bay về hướng ám tinh hạp cốc. Túc Lục đang muốn đuổi theo thì thanh âm cửu vĩ thanh hồ từ xa xa truyền tới. "Ngươi lưu lại." Túc Lục nghe vậy, mặt lộ vẻ không vui, bất quá vẫn nghe lời dừng lại, quay đầu liếc nhìn Hàn Lập, mở miệng nói ra. "Tiểu tử, không ngờ ngươi vẫn có vài phần năng lực. Chờ thương thế ngươi tốt lên, chúng ta hảo hảo đánh một trận." Nói xong, thân hình nó nhoáng một cái, bay xuống hướng chiến trường phía dưới. Hàn Lập lộ vẻ cười khổ, lấy ra một quả đan dược ăn vào, không có xuống dưới tham gia náo nhiệt. Kim sắc giáp trùng thân là trùng linh đột nhiên thua chạy, sĩ khí đại quân trùng tộc lập tức giảm nhiều. Túc lục hiện thân chiến trường, trực tiếp tiến vào trong đại quân trùng tộc, thoáng như hổ vào bầy dê, chém giết tán loạn. Đại quân trùng tộc rất nhanh đại loạn, bại lui như thủy triều. Một chỗ sâu trong ám tinh hạp gốc, từ hai tòa sơn phong cao ngất, một thác nước vạn trượng từ trong đó chạy ra rơi xuống, tóe lên nghìn hạt châu nước màu bạc, phát ra một đạo cầu vồng làm cho người ta hoa mắt nước chảy trùng kích xuống tạo thành một u đầm cự đại thâm sâu vô cùng thác nước trùng kích xuống tạo ra từng gợn nước nhộn nhạo ở giữa đầm nước đứng lặng một tòa đại điện hắc thạch cao lớn hùng vĩ bây giờ trong đại điện có một hỏa bồn thật lớn bên trong hỏa diễm chảy rủ xuống bốc lên chiếu lên đại điện thành một mảnh không minh xung quanh bốn phía hỏa bồn đặt lần lượt từng cái ghế dựa lớn bằng da thú đang ngồi phía trên là các tộc trưởng bộ lạc thú tộc đối diện đại môn thạch điện có một cái ghế ngồi người ngồi trên đó đúng là tộc trưởng u thần tộc nạc thanh lân bên tay trái gã là đám người ô lỗ ngồi liền kề nhau bên phải có mấy vị trí còn trống tạm thời không có người ngồi đứng phía sau nạc thanh lân còn có mấy tên đồng tộc con gái gã là nạc y phàm cũng ở trong đó đã có tin tức thanh trệ hồ sư giả kiêu đảng tộc truyền đến chưa bọn hắn khi nào mới tới sắc mặt nạc thanh lân nghiêm trọng ánh mắt đảo qua mọi người trong điện lạnh lùng hỏi bẩm báo tộc trưởng hai ngày trước bộ lạc thanh trệ truyền đến tin tức nói là ba tháng sau sẽ đến bộ lạc hồ sư cùng giả kiêu đẳng chậm hơn một chút đến đây chắc cũng phải nửa năm nữa một gã nam tử u thần tộc hơi lớn tuổi từ một bên đi lên trước cung kính nói ra lập tức thả thanh ngọc diều hâu báo bọn hắn biết chuyện hôm nay thúc giục bọn họ tăng nhanh tốc độ hơn nữa sắc mặt nạc thanh lân trầm xuống phân phó vâng tên nam tử u thần tộc kia lĩnh mệnh quay người đi ra khỏi đại điện sau khi gã nam tử rời khỏi trong đại điện lần nữa an tĩnh lại, bầu không khí có chút ngưng trệ. Trận chiến lúc trước, trùng linh xuất hiện với tư thái thực sự quá cường đại, mang cho tất cả thú tộc sự trùng kích mãnh liệt đến cực điểm, thêm nữa đại chiến với đại quân trùng tộc, bọn họ cũng rơi vào hoàn cảnh xấu, vì vậy bây giờ sĩ khi thú tộc thập phần chìm xuống. Lần này trùng linh mang theo đại quân tập kích thật sự không hợp với lẽ thường, chúng ta vội vàng nghinh chiến, có thể chống đỡ đến tận đây đã không dễ dàng gì, vì vậy chư vị cũng không cần quá mức lo nghĩ, lập tức đề cao cảnh giác, phòng ngừa bọn chúng quay trở lại. Khi tất cả bộ tộc thú tộc chúng ta tập hợp, sẽ quay giáo phản kích. Sau nửa ngày, Nạc Thanh Lân mới mở miệng nói ra. Vâng, mọi người trong điện nghe vậy, bất kể là ủng hộ thật hay không, đều cùng kêu lên đáp. Sau đó tất cả bộ tộc thú tộc giải tán, hai vị tộc trưởng bạo hùng tộc cùng độc giác tộc vẫn còn lưu lại trong điện. Người nọ, tộc, hiện ở nơi nào, mặt ô lỗ lộ vẻ do dự, mở miệng hỏi. Theo tộc nhân ta phái đi hồi báo, hắn còn đang ở trong tộc bây giờ đã phản hồi động phủ ta an bài đóng cửa không ra nạc thanh lân đáp như thế trận chiến lúc trước biểu hiện người nọ thực sự quá mức cổ quái vậy mà có thể bằng sức một mình bước lui trùng linh kia cái này chúng ta vương chúng ta cũng không làm được ta xem ra chỉ sợ hắn còn chưa triển lộ ra thực lực chân chính không bằng chúng ta giao một phần địa đồ càng thêm tường tận để cho hắn mau rời khỏi thú tộc chúng ta mới phải tộc trưởng độc giác trầm ngâm hồi lâu nói ra chỉ sợ mời thần thì dễ nhưng tiến đưa thần càng khó. Thần sắc ô lỗ cũng khó coi, nói, các ngươi quá lo lắng, nếu thật sự hắn có dị tâm, lần này cũng sẽ không ra mặt đối chiến với trùng linh, mà mượn cơ hội này bỏ đá xuống giếng rồi. Hơn nữa ta cũng đã dặn dò tộc nhân, giả vờ nới lỏng dò xét người này, một khi hắn có động tính gì, ta sẽ lập tức biết rõ. Nạc thanh lân khoát tay áo nói ra, hy vọng như thế, ta cảm thấy lần này trùng tộc đột kích, từ đầu đến cuối đều lộ ra vài phần cổ quái, mặc kệ từ góc độ nào, trùng tộc cũng không tụ tập quy mô lớn đến tấn công nơi đây như thế. Ô lỗ gãi gãi đầu, nói ra, đúng rồi, ta tựa hồ nghe nói trùng linh dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Độc giác tộc trưởng mãnh liệt vỗ đầu một cái, nói ra, đúng, ta cũng đã nghe được, hình như là nói giao ra đây gì đó. Ô lỗ cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặc kệ hắn đang tìm cái gì, nơi đây là địa bàn u thần tộc chúng ta, chúng ta tuyệt không thỏa hiệp. Nạc thanh lân liếc nhìn hai người, nói ra từng chữ từng câu. Nạc tộc trưởng nói không sai, uy nghiêm thú tộc chúng ta không thể xâm phạm, chờ tất cả bộ tộc tập hợp, nhất định để trùng tộc nợ máu trả bằng máu. Ô lỗ giơ tay mãnh liệt, gật đầu nói. Độc giác tộc trưởng không nói gì, từ chối cho ý kiến, gật đầu nhẹ. Đợi hai vị tộc trưởng này rời khỏi, trong đại điện trống trải cũng chỉ còn lại hai cha con Nạc Thanh Lân cùng Nạc Y Phàm. Phụ thân, Nạc Y Phàm vừa mới mở miệng, liền thấy Nạc Thanh Lân khoát tay với nàng, ý bảo nàng không cần nhiều lời. phi phụ biết rõ ý của ngươi, là cảm thấy người nó có ân với u thần tộc chúng ta chúng ta lại đề phòng hắn như vậy làm lòng ngươi có chút xấu hổ nạc thanh lân thở dài một hơi hỏi nạc y phàm không nói gì chỉ gật đầu nhẹ nhân tộc vốn hung ác xảo trá càng lớn hơn cả trùng tộc vi phụ không thể không đề phòng nạc thanh lân thở dài nói mẫu thân chẳng phải là nhân tộc bất luận tộc nào đều có người tốt kẻ xấu nạc y phàm thấp giọng nói ra nạc thanh lân nghe vậy trên gương mặt tuấn mỹ hiện ra hồi ức mở miệng nói ra mẫu thân người đích xác là trường hợp đặc biệt bằng không vi phụ cũng sẽ không để ý cả tộc phản đối quyết lấy nàng làm vợ có lẽ cũng chính vì quá mức thiện lương nàng mới chết trong tay đồng tộc mình lúc nạc y phàm còn nhỏ mẫu thân bị tu sĩ nhân tộc mưu hại tuy rằng về sau phụ thân báo thủ cho mẫu thân nhưng khúc mắc trong lòng gã với nhân tộc đã trở nên thâm căn cố đế rồi yên tâm đi chỉ cần hắn không hại thú tộc chúng ta vi phụ sẽ không làm khó hắn trái lại chờ thời điểm hắn ly khai ngoại trừ địa đồ đã hứa còn có lễ vật khác đưa tiến, nhằm báo ân tương trợ của hắn hôm nay. Nạc Thanh lần đưa tay khẽ vuốt đầu nhi nữ, ngữ khí nhu hòa nói. Lúc này Nạc Y Phàm mới lộ vẻ vui vẻ, gật đầu nhẹ. Bên kia, trong động phủ hạp gốc trên sườn đồi ngọn núi, Hàn Lập đang khoanh chân ngồi trên giường đá mật thất, quanh thân đắm chìm trong một tầng ánh sáng màu xanh mông lung, đang nhắm mắt điều tức. Kim Đồng cách hắn không đến ba thước, nằm ở trên giường, mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Hàn Lập. Nửa ngày sau, Hàn Lập mới phun ra một ngụm chọc khí thật dài, chậm rãi mở mắt. Đại thúc, người thế nào? Kim Đồng vội vàng hỏi. Không có gì đáng ngại, về sau lại phục dụng một ít đan dược, điều tức một đoạn thời gian liền không có vấn đề gì. Hàn Lập khoát tay áo nói ra. Vậy là tốt rồi, Kim Đồng nghe vậy, vỗ vỗ bộ ngực mình, chậm rãi nói ra. Ngược lại là ngươi, đụng phải đồng tộc cường đại như thế, còn một lòng muốn thôn vệ ngươi, có sợ không? Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ vui vẻ, trêu chọc nói. Chương 563, mưu đồ bí mật. Sợ, bổn tiên nữ sợ lúc nào chứ? Không phải là lợi hại hơn ta. Tí xíu sao ta nếu không ăn nó, cũng có thể đánh cho nó tàn phế, coi như là đánh không tàn phế nó. Lúc đó, không phải còn có đại thúc ngươi sao? Đúng không? Kim Đồng nói xong lời cuối cùng, thanh âm lại càng nhỏ đi, cuối cùng lại yếu ớt như mũi kêu. Với thực lực ta bây giờ, tuyệt đối không phải là đối thủ. Lần này nếu không có u hộ chân linh, vương của thú tộc kia ra tay trước, sự tình có thể đã rất phiền toái. Hàn lập thở dài, nói ra, đại thúc, kỳ thật, lúc trước không có chạm mặt nó, ta chỉ cảm ứng có chút mơ hồ, nhưng lần này chính diện chống lại, nó cũng đã triệt để khóa chặt khí tức ta, sợ là chúng ta chưa kịp trốn ra man hoang giới vực, nó đã có thể tìm tới ta. Thân sắc kim đồng có chút huệ hoài, chậm rãi nói ra. Hàn lập nghe vậy, lắc đầu, khẽ thở dài, lần này khác với lúc trước, đối mặt về kim tiên khác có thực lực vượt xa bản thân, bản năng kim đồng liền muốn thôn vệ đối phương, nhưng đồng dạng cũng sợ bị đối phương thôn vệ. Đại, đại thúc, kim đồng thấy vậy, thò tay kéo kéo góc áo hàn lập. Như người nói, lại có chút phiền phức, chúng ta không có toàn bộ địa đồ phụ cận, dù rời đi ngay, cũng sẽ đi loạn khắp nơi như rơi vào vùng sương mù, coi như có địa đồ phụ cận, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn chạy trốn khỏi man hoang giới vực. Hàn lập trầm ngâm nói, chúng ta phải làm sao bây giờ? Kim Đồng có chút ảo não nói. Tên kia tuy rằng tạm thời bị ta phong bế Nguyên Anh, nhưng lấy đạo hạnh của nó, chắc hẳn không bao lâu sau sẽ ngóc đầu trở lại. Lần sau nếu nó đột kích lần nữa, dù ta liên thủ với u hộ kia, cũng chưa chắc lấy được chỗ tốt. Trong thời gian nó chữa thương khôi phục, ta cần đẩy nhanh tốc độ tu luyện, xem có thể tăng thực lực lên một ít hay không, đồng thời tận khả năng khôi phục uy năng chân ngôn bảo luân, như vậy mới có chút phần thắng. Lông mày hàn lập nhíu chặt nói ra, ta biết đại thúc ngươi sẽ có biện pháp, đại khái có bao nhiêu phần thắng. Kim Đồng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, một thành A, à, Hàn Lập duỗi một ngón tay nói ra, vậy không phải là cửu tử nhất sinh ngà? Kim Đồng đứng thẳng hất mặt nói, vậy là còn may đó, chỉ có một thành, sẽ không sai, Hàn Lập cười khổ nói, đại thúc, người còn có, bảo vật như bếp lò lúc trước hay không, nếu có năm ba cái, ta tranh thủ thời gian ăn, ngủ tiếp đi, sau đó nói không chừng lại đánh thắng được. Đầu tiên mặt mày Kim Đồng ủ rũ, sau chợt nghĩ đến cái gì, hỏi. Loại này bảo vật này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, huống hồ ta cũng chưa kịp xem kỹ, đã bị ngươi ăn sạch sẽ, căn bản không biết đó là bảo bối gì. Hàn lập lắc đầu nói ra, tiểu bạch, ngươi nhanh dùng mũi chó ngươi ngửi một cái, xem có nơi nào có bảo vật gì tốt không. Kim đồng thử mọi cách khi tuyệt vọng, nhìn bạch ngọc Tỳ hưu hỏi. Tên kia nghe vậy, trợn trừng mắt một cái, bộ dạng tức giận. Mấy tháng sau đó, trong đại điện dưới thác nước ở ám tinh hạp gốc, chung quanh đống lửa đặt hơn 10 ghế dựa lớn bằng da thú, ngồi vây quanh trên đó là bảy tám dị tộc nhân với hình dáng cổ quái khác nhau. Chớ nhìn số lượng người không nhiều, nhưng đều là toàn bộ tộc trưởng các bộ lạc lớn nhất của thú tộc, đại biểu cho toàn bộ thú tộc, trừ chân linh vương có quyền lực cao nhất ra. Thanh lân tộc trưởng, người không chờ các tộc tập hợp đủ, tự tiện mời ra chân thân vương, việc này giải thích thế nào đây? Một nam tử có hình dáng nhân loại, nhưng khuôn mặt có màu tím như dạ xoa, nhìn về phía nạc thanh lân, mở miệng hỏi. Đăng quỷ tộc trưởng cần ta giải thích thế nào? nếu trùng linh đột nhiên mang theo đại quân tấn công giả kiêu tộc các ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Nạc Thanh Lân lạnh lùng liếc nhìn y một cái, nói ra. Không nên trách oan Thanh Lân tộc trưởng, vương là thúc lục đại nhân mời đến. Ô lỗ liếc nhìn nam tử dạ xoa, bất mãn nói. Không nên tranh cãi vô vị, trùng linh kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, kế tiếp chúng ta nên thương thảo tìm cách phản kích mới phải. Một bạch y nữ tử có thân thể gần như trong suốt, mông lung như khói mù tụ lại, nói ra khuôn mặt nàng tương tự bảy phần với nhân tộc, bốn phía mí mắt có thanh văn nhàn nhạt, nhạt, lộ ra ánh mắt thật lớn, lóe ra tia sáng kỳ dị nhiếp hồn phách. Nhân mỹ tộc trưởng nói không sai, nên bàn chuyện có ích đi. Thanh lân tộc trưởng nghe nói lần này có thể đánh lui trùng linh, có quan hệ lớn với một gã nam tử nhân tộc tương trợ, có việc này không? Một nam tử với thân hình tráng kiện như lợn rừng, toàn thân sinh ra gai nhọn màu đen, nói ra. Chớ nhìn tướng mạo gã thô lậu, nhưng lại có tu vi cao nhất trong đám người ở đây. Gã vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Nạc Thanh Lân. Không sai, người này lúc trước ở Lộc Minh Chi khâu cứu y phàm con ta và người hướng cảnh tộc, sau đó hộ tống bọn họ quay về ám tinh hạp gốc, ta tạm lưu lại hắn trong gốc. Nạc Thanh Lân trần chờ một chút, nói ra, Thanh Lân tộc trưởng có phải hồ đồ rồi không? Rõ ràng còn dám tiếp nhận nhân tộc, nam tử ra tím mặt như dạ xoa cười khẩy nói, ta đã sai người tăng cường theo dõi người này, bất quá hắn chỉ muốn đổi lấy một ít địa đồ man hoang, đợi ta sửa sang lại một chút rồi giao cho hắn sau đó bảo hắn lập tức ly khai nạc thanh lân lạnh lùng nói ra một tu sĩ kim tiên trung kỳ lại có thể liên thủ cùng vương đánh lui trùng linh nam tử tráng kiện giống như lợn rừng khẽ bóp hai tay trước người nghi hoặc nói ra thanh lân tộc trường lại không nghĩ tới hắn vừa đến ám tinh hạp gốc trùng linh liền giết tới sau có chút quá xảo hợp a à. không chừng hắn được trùng linh phái vào phối hợp diễn xuất chờ chúng ta đến đủ liền hốt gọn một mẻ lông mày đang quỷ nhướng lên, tiếp tục nói. Lời phỏng đoán này của gã cũng không có bao nhiêu căn cứ, nhưng bây giờ nói ra lại cực kỳ lợi hại đánh vào nhân tâm. Quả nhiên, đại bộ phận tộc trưởng bộ lạc, bao gồm cả nhân mị, tất cả đều biến sắc, nhao nhao nhìn về phía nạc thanh lân. Người này cũng không phải là tu sĩ kim tiên trung kỳ bình thường, bên người hắn còn mang theo một linh sủng có khí tức man hoang chân linh, trên người tựa hồ cũng có nhiều loại huyết mạch chân linh phụ thân. Người cảm thấy chiếu theo tính nét trùng linh kia, sẽ hợp tác cùng người có huyết mạch chân linh thú tộc khác. Thần sắc nạc thanh lân không đổi, hỏi ngược lại, cái gì, trên người hắn có huyết mạch chân linh, mặt đăng quỷ tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói ra, nếu không như thế, ta làm sao lại bảo hắn bước vào ám tinh hạp cốc ta. Nạc thanh lân cũng không thèm nhìn gã, lạnh nhạt nói ra, trạch vô thực tộc trưởng, người thấy thế nào, toàn thân nhân mị lượn lờ khói khí bốc lên, nhìn về phía nam tử tráng kiện, hỏi, nếu như thân phụ huyết mạch chân linh, vậy không thể là gian tế trùng tộc, nhưng dù sao thân phận người này cũng là nhân tộc, tuyệt đối không thể tin tưởng. Sau này nếu có thể lợi dụng thì lợi dụng, nếu không thì để hắn nhanh chóng ly khai là được. Trạch vô thực giống như lợn rừng, trầm ngâm nói, dù sao cũng là tu sĩ kim tiên trung kỳ, chiến lực không tầm thường, nếu không trở mặt thì không nên trở mặt là tốt nhất. Nhân Mỹ cũng đồng ý nói, nếu như hai tộc thanh trẻ cùng Mỹ yêu đều nói như vậy, ta đây cũng không có ý kiến. Đăng quỷ nhún nhún vai, nói không vấn đề gì. Đã như thế, cái kia, chậm đã, nạc thanh lân còn chưa nói xong, đã bị một thanh âm giả nua cắt đứt. Mọi người nghe tiếng, nhìn sang hướng đối diện trạch vô thực kia. Chỉ thấy một lão giả dị tộc tóc trắng xóa, mặt tràn đầy nếp nhăn, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, từ ghế dựa lớn ngồi dậy. Chợt nhìn dung mạo lão giống nhân tộc như đúc, nhìn kỹ mới thấy bốn phía khuôn mặt có đeo một vòng đầu sọ sư tử to cỡ nắm tay, có chừng tám chín cái. Khi trước, Lúc mọi người thương thảo, lão vẫn dựa vào ghế, hơn phân nửa thân thể giấu trong bóng dâm đống lửa, hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn giống như đang ngủ, cho tới giờ khắc này đột nhiên tỉnh lại. Ân thân tiền bối, không biết có gì chỉ giáo. Lông mày nặc thanh lân cao lại, hỏi, người này là tộc trưởng đời trước của hổ sư bộ tộc, bối phận cực cao, vốn đã truyền ngôi cho con trai độc nhất, bản thân chuyên tâm tu luyện. Kết quả con trai độc nhất của lão trong một lần xung đột với liệp hoang tu sĩ, bị bố trí mai phục giết chết. Lão tức giận suốt quan, một hơi đuổi giết đám tu sĩ này mấy trăm vạn dặm, cho đến phía Bắc Nguyên hoang thành, liền đánh chết tu sĩ nhân tộc cuối cùng, rồi cắt mấy trăm đầu lâu tu sĩ phản hồi bổn tộc, đặt trước mộ bia con lão, trồng chất thành một tòa núi đầu người, sau đó lại giàu dĩ làm tộc trưởng lại. Trung Linh kia các người cũng biết, khí lực cường hãn vẫn còn trên cả vương, năng lực khôi phục chỉ có hơn chứ không kém. Lần này hắn đột nhiên đánh tới, không chỉ ám tinh hạp gốc còn chưa chuẩn bị sẵn sàng trùng tộc bọn hắn cũng không thể điều động toàn bộ lực lượng. Giờ chờ hắn khôi phục thực lực, sau đó mang theo đại quân trùng tộc giết tới, chỉ sợ thương thế vương vẫn chưa khỏi hẳn, bằng mấy người chúng ta, làm thế nào ngăn cản. Mặt ân thân không biểu tình, mở miệng hỏi, mọi người nghe vậy, hoặc trầm ngâm không nói, hoặc hai mắt nhìn nhau, không ai đưa ra ý kiến. Ân thân tộc trưởng cũng đừng thừa nước đục thả câu, có biện pháp gì, cứ việc nói thẳng. Một lão phụ tiểu tùy tóc trắng như tuyết, hai tai vô cùng lớn, mũi hét lên trời, từ ghế dựa khẽ nhướng người tới trước, mở miệng nói ra. Tính nhiên kỳ bối phận, lão cùng ân thân không kém bao nhiêu, chính là tộc trưởng bộ tộc thần tượng. Ân thân tiền bối còn có biện pháp gì, kính xin nói thẳng. Trạch vô thực cũng mở miệng nói ra, người nọ nếu như thân phụ huyết mạch chân linh, nên lợi dụng như thế nào mới tốt nhất, chắc hẳn không cần ta nói, các ngươi cũng đều biết. Ân thân liếc nạc thanh lân một cái, chậm rãi nói ra. Người nói là dùng phương pháp huyết luyện luyện hóa, tinh luyện ra chân linh chi huyết, cung cấp cho vương khôi phục thương thế. Đôi mắt đăng quỷ sáng ngời, cười hắc hắc nói ra. Việc này vạn lần không được, hắn mặc dù là nhân tộc, nhưng có ân với thú tộc chúng ta, chúng ta không thể làm chuyện vong ân phụ nghĩa này được. Lông mày nạc thanh lân nhíu một cái, lúc này nói ra. Vong ân phụ nghĩa. Thanh lân tộc trưởng quên phu nhân ngươi hương tiêu ngọc vẫn như thế nào sao? Nhân tộc làm gì có chuyện ân nghĩa, ngươi không phải bị hàm hồ chứ? sắc mặt đăng quỷ nghiêm lại trách mắng tồn vong bổn tộc so với sinh tử một người nên lấy hay bỏ chắc hẳn thanh lân tộc trưởng phải biết nặng nhẹ chứ trạch vô thực quay đầu nhìn về phía gã hờ hững hỏi hắn từng kề vai chiến đấu cùng vương đánh lui trùng linh vương chắc sẽ không đồng ý nạc thanh lân thấy cảnh này trong lòng khẽ thở dài từ chối cho ý kiến nói ra vừa rồi cũng không phải ta đang ngủ mà đã câu thông cùng vương lão nhân ra người cũng đồng ý làm như vậy ân thân cười cười, nói ra, nạc thanh lân nghe vậy, trầm mặc nửa ngày sau, thở dài nói, đã như thế, ta không có ý kiến. Tốt, vậy kế tiếp chúng ta lại thương thảo một chút, làm cách nào vây giết người này. chương 564, bát linh tụ hợp, ngay lúc các bộ tộc thú tộc tranh luận với khí thế ngút trời. Bên trong mật thất động quật, Hàn Lập đang khoanh chân ngồi trên giường đá mật thất, hai mắt nhắm nghiền, ánh sáng màu xanh lưu chuyển trên khuôn mặt, dường như đang nhập định tu hành. Lúc này, Kim Đồng và Bạch Ngọc Tỳ Hưu cũng không có thủ hộ, không biết có phải bị thu vào hay không. Đối với âm mưu của các bộ tộc thú tộc, hắn vẫn hồn nhiên không biết, đang thầm chuẩn bị cho đại địch kế tiếp. So với tình trạng bị toàn bộ thiên đình đuổi giết, tình huống trước mắt càng khó giải quyết, thậm chí có thể nói là từ khi hắn đi đến chân tiên giới, nguy cơ lần này là lớn nhất. Trước đó, mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp, hắn chém giết một gã giám sát sứ thiên đình, nhưng hiện tại hắn phải đối mặt chính là một vệ kim tiên có tu vi vượt xa bản thân trọn vẹn một đại cảnh giới, còn vượt qua cả công thâu cửu trước kia. Tuy rằng phần thắng xa vời, nhưng hắn tự nhiên sẽ không cam nguyện từ bỏ, chỉ cần có một đường sinh cơ, hắn sẽ dùng mọi biện pháp, từ giữa đường sinh cơ nơi này tìm ra một con đường sống. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút, không biết qua bao lâu, mí mắt hàn lập khẽ động, hai mắt mở ra, đồng thời ánh sáng màu xanh lưu chuyển trên thân cũng theo đó thu vào. Sắc mặt hắn không đổi nhìn bên ngoài phòng một cái, tiếp theo chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, trung tâm ám tinh hạp gốc, ở một vách núi gần mảnh sơn cốc này, một đạo nhân ảnh ở trên không bay vụt qua nhanh như tên bắn, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên, rừng gấp giữa không trung. Một gã nam tử nho nhã mặc trường bào màu trắng, tóc dài màu lam nhạt buộc sau lưng, thân hình hiện ra đúng là nạc thanh lân. Gã vươn một tay ra, ngăn trước người, nói với hư không phía trước. Trở về cùng ta, chỉ thấy trong hư không, một bàn tay hết sức nhỏ trắng như ngọc vạch áo choàng tre trên đầu xuống trên thân lóe lên hôi quang thân ảnh lăng không lơ lửng hiện ra đúng là nạc y phàm. phổ thân lệ tiền bối có ân với chúng ta chúng ta sao lại nàng còn chưa nói hết lời đã bị nạc thanh lân cắt đứt đây là kết quả tất cả bộ tộc thú tộc chúng ta thương nghị đồng thuận không phải ý của ta nạc thanh lân lắc đầu chậm rãi nói ra như vậy là không đúng phổ thân người một mực nói nhân tộc gian trá giảo hoạt bội bạc hành vi chúng ta bây giờ có khác gì bọn họ chứ? Lông mày nạc y phàm nhíu chặt, hỏi, đây là ý chỉ của vương, vi phụ có thể làm gì? Nạc thanh lân thở dài, nói ra, nạc y phàm nghe vậy, sắc mặt biến đổi lần nữa, lộ ra vẻ thất vọng, không hề mở miệng, quay đầu nhìn về phía vách núi xa xa kia. Lúc này, bốn phía vách núi, trong vòng trăm dặm, u thần tộc nhân hầu như đã rút hết, đại quân với mấy nghìn tên chiến sĩ tinh nhuệ nhất của bát đại thánh tộc thú tộc, dưới sự dẫn đầu của mười mấy tên đại tế ti, vây nơi này chật như nêm cối. Nạc Thanh Lân và tộc trưởng bát đại thánh tộc, bây giờ tất cả đều lơ lửng trên không vách núi, thần sắc nghiêm trọng nhìn về tòa động phủ này. hồ sư tộc trưởng ân thân vung tay lên, trong lòng bàn tay nhiều ra một tiểu kỳ ra thú màu úa vàng, vung về phía mười mấy tên đại tế ti xa xa kia. Mười mấy tên đại tế ti thấy thế, nhao nhao huy động cốt trưởng trong tay, trong miệng đồng thời vang lên một hồi thanh âm ngâm tụng cổ quái. Theo thanh âm này vang lên, sông lớn trong ám tinh trong hạp cốc lập tức chảy mãnh liệt như điên, dây leo hoa mạn màu xanh bên hai vách đá bờ sông vươn ra, đạo đạo hào quang tím xanh hiển hiện ra, ngưng tụ ra từng đồ án đổ đằng mặt hồ. Theo từng đồ án này xuất hiện, trong hạp cốc vốn vẫn còn ban ngày, ánh sáng cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, giống như gần xế chiều, bóng tối dần buông xuống. Cùng lúc đó, từng ngôi sao tỏa sáng hào quang từ bốn phương tám hướng bay lên, hội tụ thành một ngân hà đẹp mắt trên chín tầng trời, từ trong bầu trời đêm rủ xuống thẳng tắp, từ trong hóa ra từng đạo lực lượng cổ quái nhưng huyền diệu, tràn ngập toàn bộ hạp gốc. Ngay lúc mười mấy tên đại tế ti ngâm sướng, mấy nghìn tên chiến sĩ tinh nhuệ các tộc cũng nhao nhao hoa chân múa tay theo cùng. Rất nhanh, bốn phía vách núi hạp gốc kia liền có đạo đạo hào quang ngưng tụ, một tòa pháp trận giam cầm cự đại từ trong hiển hiện ra, triệt để vây trọn mảnh vách núi cùng động phủ ở trên đó lại. Lệ đạo hiếu, kính xin đi ra gặp mặt, tất cả bộ tộc thú tộc có việc thương lượng, ân thân mở miệng quát, tiếng như chuông đồng vang vọng trong hạp gốc sơn thủy vách núi kia vẫn một mực lặng im, không có người lên tiếng. Lệ đạo Hữu kính xin đi ra gặp, thần sắc ân thân không đổi, tiếp tục nói. Lão có thể cảm nhận được khí thức hàn lập vẫn còn trong động phủ, vì vậy không lo lắng chút nào. Không ít chiến sĩ trong bát đại thánh tộc, còn có u thần tộc, đều từng thấy qua một màn chiến đấu của hàn lập với trùng linh, tuy không muốn thừa nhận, nhưng trong đáy lòng bọn họ vẫn có chút sợ hãi hàn lập. Trên thực tế không chỉ bọn họ, ô lỗ cùng mãn lâm tộc trưởng, sâu trong đáy lòng cũng hết sức kiêng kỵ hắn. Nhưng mà trước sinh tử tồn vong bộ tộc, bọn họ sớm đã lựa chọn đường đi của mình. Sau khi ân thân kêu gọi qua ba lần, đám thú tộc nhân rốt cuộc cảm thấy sự tình có chút không đúng. Tựa hồ có chút không thích hợp, ô lỗ cho mày, mở miệng nói ra, đám người mạn lâm nhìn nhau, thần sắc có chút nghi hoặc. Hừ, giả thân giả quỷ, ta tới xem, giả kiêu tộc trưởng đăng quỷ lên tiếng khiển trách một câu, sau đó thân hình lóe lên, tựa như một con chim ưng, im hơi lặng tiếng sông về sườn ngọn núi kia tốc độ nhanh như một đạo lôi quang nhưng mà còn không đợi gã bay đến gần trên vách núi bỗng nhiên vang lên một âm thanh ầm ầm hai cánh cửa nặng nề bị một cỗ cự lực đánh vỡ nát chia năm xẻ bảy bắn ra một cổ sóng khí cường thịnh cuốn theo bụi mù cuồn cuộn khuếch tán ra đăng quỷ vừa định tới gần thần sắc bỗng nhiên biến đổi thân hình lập tức lùi nhanh lại treo giữa không trung xa xa đám người thú tộc còn lại cũng nhịn không được thần sắc khẩn trương lên tất cả đều nhìn lên vách núi. Chỉ thấy trên sườn dốc, một gã nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh đang đứng chắp tay, Thân sắc thong dong nhìn về đám tộc trưởng bên này. Ngoại trừ giải rác một ít tộc trưởng, những người còn lại không dám mảy may đối mặt cùng hắn, thú tộc kiêu ngạo trước mặt tu sĩ nhân tộc lại không dám ngẩng cao đầu. Giải rác trong đám người tộc trưởng bao gồm ân thân, vị lão tộc trưởng hổ sư nhất tộc, cùng với lão phụ tóc bạc tiểu tụy thần tượng, còn có nạc thanh lân. Nạc thanh lân nhìn về phía hàn lập, ánh mắt hết sức phức tạp, tựa hồ có vài phần áy náy cũng có chút thương cảm còn mang theo vài phần bất đắc dĩ hàn lập từ đầu đến cuối vẫn im lặng ánh mắt bình thản trên thân cũng không phát ra khí thức kim tiên trung kỳ thậm chí ngay cả một câu cũng không nói nhưng tựa hồ lại có một loại uy áp vô hình làm cho gần vạn tên thú tộc tinh nhuệ nguyên bản khí thế ngút trời phải trì trệ trong thời gian ngắn trên bờ sườn dốc lâm vào một mảnh yên lặng cổ quái nhưng vào lúc này thần sắc ân thân đột một lạnh đi nghiêm giọng quát to động thủ Lệnh vừa ban ra, lập tức mười mấy tên đại tế thi cầm cốt trượng nhanh chóng của múa, âm thanh chú ngữ tối nghĩa hỗn tạp vang lên bốn phía, trong lòng bàn tay mỗi người có máu tươi chảy ra, như tia nước nhỏ uốn lượn chảy xuôi theo cốt trượng. Theo máu tươi thấm vào, cốt trượng trắng như tuyết trở nên màu đỏ tanh, hào quang càng ngày càng thịnh. Pháp trận trên không bao vây toàn bộ vách núi bắt đầu hiện ra từng đạo hư ảnh chân linh cực lớn, hơn nữa đạo đạo quang mang ngưng tụ lại, dần dần trở nên ngưng thực. Từng cỗ uy áp vô cùng to lớn cũng bắt đầu từ bầu trời hạ xuống, làm thú tộc nhân ở đây đều cảm thấy có chút hít thở không thông. Rất nhanh, thân thể chân linh thứ nhất liền hàng lâm trên không sườn núi, trên người nó mặc áo giáp màu xanh, phía sau có sáu đuôi, đúng là đầu thanh hồ túc lục kia. Theo sát phía sau, một đầu độc giác cửa tê hình thể to lớn như núi, ánh sáng màu xanh dạng rỡ quanh thân, cùng một đầu chim ưng cực lớn toàn thân lông vũ đen kịt như sắt, cũng hiển hiện ở trên không. Từng đợt chấn động khí tức cường đại không ngừng sinh ra, tám đầu cung phụng chân linh thú tộc lần lượt hiện ra chân thân, toàn bộ đều hướng ánh mắt nhìn sang trung niên nam tử áo xanh ở sườn dốc bên kia. Đối mặt áp bách của chân thân bát đại chân linh, Hàn Lập vẫn không nói một lời, đứng chắp tay. Ánh mắt lục vĩ thanh hồ chấp chấp nhìn một lát, bỗng nhiên nhướng mày, thân hình bỗng nhiên lướt xuống dưới, một đuôi hồ cuốn theo tiếng gió gào thét, trùng trùng điệp điệp vỗ xuống Hàn Lập. Oanh một tiếng vang thật lớn, trên vách núi nổi lên bụi mù bốn phía, âm âm sụp đổ vỡ ra, thân ảnh hàn lập cũng bị dìm ngập trong bụi mù. Đám người thú tộc, tính luôn cả bảy chân linh còn lại, đều có chút phát mộc, vào thời khắc này, đều không rõ tình huống như thế nào. Đám ngu xuẩn các ngươi, người nọ sớm đã trốn đi, các ngươi vây quanh một cái thế thân, lại làm ra cử động lớn như vậy. Đầu túc lục chuyển một cái nhìn về phía các tộc trưởng, hơi mỉa mai nổi giận nói. Chỉ thấy đuôi hồ nâng lên, đâu còn thấy bóng dáng hàn lập, chỉ có một hạt đậu ố vàng cùng một chương mặt nạ đầu ngựa màu xanh, hơi hơi chấp động hào quang ở giữa khối nham thạch vụn mà miếng hạt đậu kia sau khi tiêu hao hết một điểm linh khí cuối cùng triệt để ảm đạm xuống ân thân nhìn xem một màn này lúc này mới chạy tới nạc thanh lân trầm giọng hỏi đây là có chuyện gì người nào tại sao lại sớm biết rõ tin tức trốn đi ta làm sao biết chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta nạc thanh lân bị lão này hỏi hỏa khí nổi lên cả giận nói nghe nói quan hệ giữa lệnh ái cùng người nọ không phải là nông cạn lông mày đăng quỷ nhướng lên, quái gở nói. Từ khi định ra kế sách, nhà đầu y phàm kia vẫn bị ta cấm túc, người đừng vội ăn nói bậy bạ. Nạc thanh lân lạnh giọng trách mắng, gã vừa dứt lời, thân thể cao lớn lục vĩ thanh hồ cũng chuyển hướng sang bên này, ngữ khí bất thiện lên tiếng hỏi, người nói y phàm nhà đầu kia thế nào? Đăng quỷ nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, cúi đầu, không dám nói gì nữa. Mặc dù thực lực lục vĩ thanh hồ không phải là xuất chúng trong đám cung phụng chân linh các tộc nhưng là con trai trưởng của U Hộ, là vương của chân linh, chân linh của giả dạ kiêu tộc gã còn phải kiêng kỵ vài phần, gã làm sao lại dám ngỗ nghịch trêu chọc. Hai người ô lỗ cùng mãn lâm liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ hả hê, người nào không biết vị túc lục đại nhân này có chút cưng chiều nha đầu nạc y phàm kia, đăng quỷ lại còn dám đi trêu chọc bà cô này. Mà trong bát đại thánh tộc, U thần tộc lại có vị trí cao hơn một chút, đại bộ phận nguyên nhân là do bọn họ thờ phụng chân linh là vị túc lục đại nhân này, mà một phần nguyên nhân cũng là vì túc lục đại nhân thập phần coi trọng nha đầu nạc y phàm. Vị chim ưng có lông vũ dài đen kịt, đúng là cung phụng chân linh giả kiêu nhất tộc, bây giờ trong mắt cũng lóe lên hàn quang, chừng mắt nhìn đăng quỷ, làm phía sau gã túa ta mồ hôi lạnh, thở mạnh một cái cũng không dám. chương 565, xâm nhập, đừng có cái thói một chút bản lĩnh cũng không có, xảy ra chuyện gì cũng đổ lên đầu nữ nhân. Túc lục bực tức mắng một tiếng rồi thân hình dần dần hư hóa, biến mất trong hư không. Những chân linh khác nói chuyện với nhau mấy câu rồi cũng không ở lại lâu, lần lượt rời khỏi chỗ này. Trên không cạnh phế tích nơi sườn núi chỉ còn lại người của bát đại thánh tộc hai mắt nhìn nhau, thần sắc không vui vẻ tí nào. Cách đó mấy trăm trượng, nạc y phàm ẩn nấp thân hình quan sát động tĩnh phía bên này, cả người như có như không, thở phào một cái. Tại một tòa cô phong cách ám tinh hạp cốc mấy vạn dặm, Hàn Lập đang khoanh chân ngồi nhắm mắt điều tức dưới gốc cây cổ thụ có tán lá che dập bầu trời, quanh thân hắn hào quang màu vàng bao phủ đột nhiên hắn mở hai mắt, khóe miệng vỉnh lên cười mỉa mai. Đại thúc, sao đột nhiên lại cười như trộm vậy? Kim đồng ở một bên thấy thế nghi ngờ hỏi, thú tộc lựa chọn ra tay với ta. Hàn lập chậm rãi nói, kim đồng nghe xong, trên mặt lộ vẻ thất vọng, lông mày nhíu nhặt nhìn bạch ngọc tì hưu bên cạnh đang hớn hở vui mừng. Bị kim đồng chừng mắt nhìn, tiểu bạch không dám cười nữa, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, lão đại, có chơi có chịu, lần này ta thắng. Kim đồng hừ lạnh một tiếng, ném cho tiểu bạch một khối tinh thạch tràn đầy linh khí. Đám thú tộc cẩu vật, đồ tàn nhẫn, hung ác, vong ân bội nghĩa, lấy oán trả ơn. Nó vẫn ôm hai tay trước ngực, giận dữ không kiềm chế được nói. Nói đến mấy chữ cẩu vật với vong ân bội nghĩa, nó tận lực nhấn mạnh, tiểu bạch ở bên đang nuốt tinh thạch nghe được sợ hãi suýt tí nữa bị nghẹn. Nó thậm chí có chút hối hận, biết thế không nên đem chuyện thú tộc đối phó với hàn lập ra đánh cược với kim đồng làm gì. Trên người của ta có chân linh huyết mạch, lại còn mang theo một con man hoang chân linh chưa trưởng thành, nhìn thế nào cũng thấy giống với những chất bổ dưỡng nhất dành cho vương của bọn chúng. Hơn nữa thú tộc vốn thủ oán nhân tộc không kém trùng tộc bao nhiêu, nếu còn ở lại thì thật không sáng suốt. Hàn lập cười cười nói, cũng may chủ nhân nhìn xa trông rộng, liệu sự như thần. Tiểu Bạch nuốt chừng khối tinh thạch, mở miệng tán dương. Tiểu Bạch, trước kia không nghĩ người thật giống chó săn, chuyên nói những lời vuốt mông ngựa. Kim Đồng nhíu mày hỏi, ha ha, thì chẳng phải từ khi ta đi theo chủ nhân cuộc sống tốt đẹp hơn biết bao nhiêu đó sao. Không chỉ có thiên địa linh bảo tha hồ ăn mà còn có lão đại anh minh thần vũ bảo vệ. Những việc này trước kia chỉ nghĩ thôi ta cũng không dám mơ. Tiểu Bạch làm ra vẻ chân thành phân bua, xem như người cũng biết nhìn, Kim Đồng rất hài lòng với câu trả lời này, nhẹ gật đầu nói ra. Lại nói chủ nhân dùng phép thế thân quá tuyệt, cho đạo binh mang mặt nạ rồi còn mặc quần áo của người, chưa hết còn giấu thế thân phù vào trong cơ thể đạo binh chỉ cần không động thủ với người khác liền dễ dàng biến giả thành thật tiểu bạch chưa dừng lại tán thán nói được rồi không phải nịnh bợ không còn ở thú tộc cũng có nghĩa là không còn lợi dụng được chân linh ở đó nữa lần tới đối phó vệ kim tiên lại càng gian nan rồi hàn lập đứng dậy nói đại thúc thật ra ta mơ hồ có cảm giác lực lượng trên người tên kia đã bắt đầu khôi phục kim đồng lo lắng nói cách nguyên pháp liên dù sao cũng không phải pháp bảo của ta nên hiệu quả không bằng chính phong thiên đô sử dụng Uống hồ tên phệ kim tiên kia có thực lực mạnh mẽ đến như thế, thời gian giam cầm sẽ không được bao lâu. Chỉ sợ chẳng mấy chốc nó sẽ truy sát đến tận đây mất. Hàn lập thở dài nói, vậy chúng ta phải làm sao? Kim đồng trong lòng khẩn trương, hỏi vội. Hiện tại chúng ta đã lấy được một bộ phận địa đồ của thú tộc, đành đi đến đâu tính đến đó. Nếu có thời gian để toàn bộ thời gian đạo văn khôi phục lại thì dưới sự hỗ trợ của chân môn bảo luân chưa hẳn không có cơ hội trọng thương nó, giúp chúng ta tranh thủ đi sâu vào man hoang giới vực hàn lập trả lời bây giờ chúng ta đi đến chỗ nào đầu tiên kim đồng gật nhẹ đầu nói hàn lập không trả lời ngay mà lật tay lấy ra một tấm địa đồ nghiên cứu một lát rồi mới mở miệng nói căn cứ những gì ghi chép trên này thì chỗ mà thú tộc cùng trùng tộc sinh sống mới chỉ là khu vực biên giới của man hoang mà thôi càng đi về phía nam thì càng đi sâu vào man hoang không cần biết có chuyện gì bây giờ cứ tránh khỏi lãnh thổ của trùng tộc và thú tộc càng xa càng tốt nói xong hắn vung tay lấy ra bích ngọc phi xa gọi Kim Đông và Tiểu Bạch đi lên rồi hóa thành một đạo lưu quang xanh biếc biến mất đằng chân trời. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập đứng phía trước, tiên linh lực trong cơ thể cuồn cuộn chảy vào phi xa, toàn lực thôi động phi xa lao về phía trước. Linh văn xanh biếc trên phi xa chấp động lúc sáng lúc tối, từ đó bắn ra những tia linh quang màu xanh lá hội tụ thành một chùm sáng hình con thoi, phun về phía sau. Phi xa bay với tốc độ kinh hoàng, cảnh sắc xung quanh nhanh chóng lùi lại, dần dần mơ hồ không còn nhìn rõ nhưng giờ phút này lông mày hắn vẫn nhíu chặt tốc độ của phi xa bây giờ mặc dù rất nhanh nhưng hắn biết rõ đây chưa là cực hạn của bảo vật này mới chỉ phát huy được hai ba thành mà thôi dù sao cũng là bảo vật của một tên thái ất ngọc tiên lấy tu vi kim tiên trung kỳ của hắn muốn nắm giữ được hoàn toàn thì tâm có thử nhưng lực không đủ tốc độ như vậy đối với hoàn cảnh bình thường thì không sao nhưng trong tình huống hiện tại thì còn quá chậm hàn lập suy nghĩ một lát rồi đột nhiên vung tay lên lôi điện kèm theo quang mang màu vàng sáng rực rỡ giải đạo nhân hiện ra. Ngươi điều khiển phi xa đi, hàn lập phân phó một tiếng rồi lùi lại mấy bước, ngồi xuống. Tiên linh lực của giải đạo nhân bây giờ yếu hơn hàn lập khá nhiều, sau khi tiếp nhận điều khiển linh quang xung quanh phi xa ảm đạm không ít, tốc độ cũng chậm lại. Hàn lập cũng không quan tâm nhiều đến việc này, lấy tay lấy ra mặt nạ long ngũ đeo lên mặt, sau khi thúc dục trên mặt nạ hiện lên một tầng xích quang tụ lại trước người hắn thành một màn sáng màu đỏ mặt nạ luân hồi điện tạo ra màn sáng màu đỏ này ngoài trừ có thêm một cái bảng còn lại không khác gì với mặt nạ vô thường minh. Hàn lập nhanh chóng tìm đến khu vực treo nhiệm vụ, ban bố nhiệm vụ tìm kiếm phương pháp giúp tu sĩ kim tiên có thể toàn lực sử dụng tiên khí cấp bậc thái ất, thù lao bằng tiên nguyên thạch khá cao. Sau khi làm xong hắn cũng không thu hồi mặt nạ mà chuyển đến khu vực giao dịch, cẩn thận kiểm tra. Một lát sau bên cạnh hắn bỗng xuất hiện một sắp trận kỳ trận bàn màu vàng đất còn có thêm một kiện tiên khí màu trắng hình dáng như chiếc ô và một viên ngọc phỉ thúy, tất cả đều tản mát ra những trận linh lực ba động mạnh mẽ. Nhìn thấy đồ ăn hai mắt kim đồng tỏa sáng, nhưng thấy Hàn Lập nghiêm túc không có biểu hiện gì đành nuốt nước bọt cố gắng không nhìn vào chúng nữa. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã qua thêm nửa ngày. Màn sáng màu đỏ dập dờn rồi tiêu tán, Hàn Lập gỡ mặt nạ xuống, thu vào, thở phào một hơi. Đại thúc, người tiêu nhiều tiên nguyên thạch vậy có mua được gì tốt không? Kim Đồng lập tức cưới tiểu bạch nhao nhao chạy lại, dán mắt vào đống đồ trước mặt Hàn Lập. Đều là vật hữu dụng, không cho người ăn được. Hàn Lập phất tay thu tất cả vào. Hừ, Kim Đồng chu miệng nói. Đúng rồi, giờ phút này tên thái ất vệ Kim Tiên kia có động tính gì không? Hàn Lập chợt hỏi, tốc độ khôi phục lực lượng của nó nhanh hơn trước, nhưng nó vẫn chưa đuổi tới. Kim Đồng nghe vậy nét mặt trở nên căng thẳng nói ra. Kim Đồng, người có thể trốn trong bụng tì hưu trong khoảng thời gian bao lâu? Hàn Lập nghe thế vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Trong bụng tiểu bạch hình thành nên một không gian riêng tràn ngập một cỗ lực lượng đặc thù, mặc dù không thể nào tiêu hóa được thân thể của ta nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới thần hồn, mỗi lần chui vào đó ta chỉ có thể trụ lại nhiều nhất nửa canh giờ thôi. Kim Đồng vuốt vuốt đầu tì hưu trả lời, chỉ nửa canh giờ, Hàn Lập không khỏi nhíu mày. Kim Đồng trốn vào cơ thể tì hưu có thể thoát khỏi cảm ứng của thái ất vệ kim tiên, rất có tác dụng trong việc đào thoát, nhưng chỉ có thể ở trong đó nửa canh giờ, thời gian như vậy là quá ít. Nếu trong khi truy đuổi nó có ý nghĩa cứ mỗi nửa canh giờ là lại đối phương có thể khóa chặt vị trí của hắn. Tiểu Bạch, có biện pháp giúp kim đồng kéo dài thời gian trốn trong cơ thể ngươi không? Hàn Lập trầm ngâm một chút quay sang hỏi Tỷ Hưu, không gian trong cơ thể ta là Thiên Phú Thần Thông của tộc Tỷ Hưu, nhưng bây giờ ta chưa có trưởng thành nên không có cách nào hoàn toàn điều khiển được nó. Lúc trước để cho lão đại ở bên trong nửa canh giờ cũng đã là cố gắng hết sức rồi, còn muốn kéo dài thêm, chỉ sợ đành phải để lão đại tự nghĩ cách thôi. Tì hưu lúc lắc đầu nói, nói như vậy chỉ cần tăng cường phòng hộ thần hồn thì ngươi có thể tăng thêm thời gian trốn trong bụng tì hưu, việc này cũng không khó xử lý. Hàn lập suy nghĩ một chút, ánh mắt tỏ nét cười, lần nữa lật tay lấy ra mặt nạ luân hồi điện mang lên mặt. Quang mang xích hồng từ trên mặt nạ lại tỏa ra, chẳng mấy chốc hình thành màn sáng màu đỏ. Hắn mò đến khu vực giao dịch, lục lọi tìm kiếm, chẳng mấy chốc thấy một vật. Hồn giáp phù, đây là cái gì? Kim đồng nhìn theo ánh mắt hàn lập, mở miệng hỏi thử nhìn xem, có lẽ dùng được. Hàn lập cười cười nói, lúc trước hắn vì ứng phó vấn đề luyện thần thuật phản vệ nên mới chạy khắp nơi tìm các loại đồ vật có khả năng bảo vệ thần hồn, mới biết đến đại danh của hồn giáp phù. Phù này có tác dụng như tên, là một loại bùa chú đặc thù có khả năng củng cố bảo vệ thần hồn, hiệu quả rất tốt nhưng rất đắt đỏ. Mỗi một lá bùa có giá 500 tiên nguyên thạch mà thời gian sử dụng không được dài. Hàn lập cũng không vì thế mà trần trừ, vội trả 500 tiên nguyên thạch mua lấy một tấm bạch quang lóe lên, một tấm phù lục hình bầu dục màu trắng xuất hiện trong pháp trận truyền vật, phía trên được minh khắc đồ án như mây bay, tản mát ra một cỗ thần hồn chi lực ba động mãnh liệt, ngoài ra nó còn chứa một ít khí tức kỳ lạ khác. Chương 566, loại thứ ba, Kim Đồng, người thử một chút, xem có thể kéo dài thời gian ở trong bụng tỳ hưu không. Hàn Lập đưa hồn giáp phù cho Kim Đồng, nói ra. Kim Đồng tiếp nhận phù lục, vỗ vào thân một cái. Xèo một thanh âm vang lên, hồn giáp phù lập tức hóa thành một đoàn bạch quang nhu hòa, chui vào trong cơ thể nó. Trên trán nó lóe lên bạch quang, hiện ra từng đạo linh văn màu trắng lập lòe, tạo thành một đồ án hình mây bay giống như hình ảnh trên phù lục lúc trước. Tiểu Bạch, lúc đầu Kim Đồng khẽ giật mình, tiếp theo trên mặt lộ ra một tia cổ quái, kêu một tiếng với Tỷ Hưu, sau đó thân hình quay tít một vòng, hóa thành một đạo kim quang bay về hướng Tỷ Hưu. Tỷ Hưu vội há to miệng, nuốt đạo kim quang này vào trong cơ thể. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt qua nửa canh giờ, nhưng kim đồng cũng không có dấu hiệu đi ra ngoài, ngược lại tiểu bạch tì hưu khi thì đứng lên, khi thì ngồi xuống, bộ dạng đứng ngồi không yên. Hàn lập thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, tiếp tục lẳng lặng đợi chờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua thêm nửa canh giờ, sắc mặt tì hưu chợt khẽ động, há miệng phun một cái. Một đạo kim quang từ trong bắn ra, hiện ra thân ảnh kim đồng. Linh văn màu trắng trên trán nàng đã biến mất, sắc mặt có chút tái nhợt làn da trên tay chân hơi tối lại hàn lập thấy bộ dạng kim đồng không có mở miệng hỏi thăm tình huống lật tay lấy ra một thanh thước ngọc màu xanh như nước đưa tới kim đồng lập tức nhận lấy giống như đang ăn một thanh kẹo sau mấy ngụm liền nhai vỡ thước ngọc màu xanh nuốt vào ăn bảo vật này xong sắc mặt kim đồng hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh lập lòe vài cái liền biến mất vô tung bất quá sắc mặt của nó cũng dễ nhìn hơn một chút như thế nào lúc này hàn lập mới mở miệng hỏi đại thúc phù lục này quả không sai ở trong bụng tiểu bạch thần hồn có chút hỗn loạn có phù lục này liền tốt hơn nhiều kim đồng cười nói nếu có đầy đủ phù này người cảm thấy có thể ở lại bên trong bao lâu ánh mắt hàn lập chấp lên lại hỏi ta xem chừng nếu có đầy đủ phù lục ở bên trong tối đa nhiều hơn nửa canh giờ a kim đồng suy nghĩ một chút sau đó nghiêm túc nói ra hàn lập nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu nhẹ xem ra dù kim đồng có hồn giáp phù ra chỉ thần hồn cũng không thể nào ở lâu bên trong được tiêu hao hai cái phù lục cũng chỉ nán lại lâu nhất là nửa canh giờ mỗi lần tuy cũng không lâu nhưng cũng không ngắn đủ làm rất nhiều việc rồi đang cân nhắc hàn lập phất tay lấy ra vài cái linh bảo đưa cho kim đồng thôn vệ khôi phục sau đó lại mở ra giao diện giao dịch luân hồi điện lần nữa một hơi mua hơn trăm miếng hồn giáp phù tình thế sinh tử hắn không để ý chút nào việc tiêu hao tiên nguyên thạch tay hắn bấm niệm pháp quyết đang muốn lần nữa tản đi màn sáng đỏ thẫm trên mặt chợt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn về một góc màn sáng. Chỗ đó hiện ra một điểm sáng hồng, liên tục chấp động. Hắn vừa mới tuyên bố treo giải thưởng, dường như đã có người trả lời rồi. Hàn lập bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo pháp quyết. Một đạo hồng quang từ trên màn sáng lộ ra, ngưng tụ thành một bóng người mông lung màu đỏ sậm, nhìn không rõ dung mạo. Bất quá trên mặt nạ người kia lại khắc rõ ba chữ hoàng thập cửu. Các hạ, có bí thuật nào có thể thúc giục tiên khí cấp bậc thái ất không, kính xin nói thẳng. Hàn Lập cũng không nói lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trước khi trả lời vấn đề của đạo hữu, ta muốn hỏi một chút, đạo hữu muốn thúc giục chủng loại tiên khí gì? Hoàng thập cửu cười ha ha hai tiếng, mở miệng hỏi. Thanh âm người này là một nam tử, ngữ điệu bén nhọn có chút ngoài ý muốn. Tiên khí phi hành, Hàn Lập trực tiếp đáp, thì ra là thế, loại tiên khí này yêu cầu tiên linh lực cũng không cao, ngược lại dễ dàng thúc giục một chút bất quá kính xin đạo hữu nói cho tại hạ biết tình huống cấm chế trong tiên khí phi hành này hoàng thập cửu trầm ngâm nói hàn lập nghe vậy nhíu mày không có mở miệng tại hạ cũng không phải muốn tìm hiểu bí mật tiên khí đạo hữu chỉ là không biết tình huống cấm chế tiên khí kia ta cũng không cách nào đưa ra biện pháp thúc giục hai tay hoàng thập cửu giơ lên nói ra hàn lập liếc nhìn hoàng thập cửu vẫn không có mở miệng bích ngọc phi sa này chính là vật của công thâu cửu Thế lực Thiên Đình trái khắp toàn bộ tiên giới, hắn không thể không cực kỳ cẩn thận, bất luận tin tức gì về công thâu cửu, hắn cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Nhưng Hoàng Thập cửu lại nói đúng, Hàn Lập trầm ngâm một lát, đem những cấm chế mà mình cô rõ về Bích Ngọc Phi Sa nói đại khái cho người này. Ha ha, Phi Sa của đạo hữu đúng là một kiện tinh phẩm. Cấm chế kia có chút cao minh, bất quá ta cũng vừa xem qua. Theo ta được biết, có ba phương pháp có thể giúp đạo hữu thúc giục tăng uy năng bảo vật này vượt quá tám phần, nhưng có mặt lợi và hại. Hoàng thập cửu nghe Hàn Lập kể rõ, suy tính một lát rồi nói. Xin lắng tai nghe, Hàn Lập nghe vậy, tinh thần chấn động, nói ra. Cái này, ba phương pháp của tại hạ đều là bí truyền, thù lao của đạo hữu có vẻ chưa đủ a. À. Hoàng thập cửu trượt cười hắc hắc, không nhanh không chậm nói. Các hạ xin yên tâm, chỉ cần phương pháp của người thật sự có tác dụng, phương diện thù lao không đáng lo, nhưng không chỉ mạnh miệng nha. Hàn Lập cười cười, nói như thế, các hạ chớ coi thường, những phương pháp này của ta đều là bí thuật truyền thừa từ Bách Tạo Sơn, há lại vô dụng. Hoàng thập cửu tựa hồ bị Hàn Lập trêu ghẹo, ngữ khí lạnh lùng nói. Bách Tạo Sơn, Hàn Lập nghe tên này, trong lòng khẽ động, cái tên này hắn đã từng nghe tại linh giới trước kia, từng nghe đầu minh trùng mẫu kia nói qua, đó là một thế lực ở tiên giới, hắn tu luyện Bách Mạch luyện bảo quyết cũng chính là bí thuật Bách Tạo Sơn. Nghe Hoàng thập cửu nói vậy, tựa hồ Bách Tạo Sơn cũng không phải thế lực bình thường. Đây là miêu tả ba phương pháp của ta, còn tiền thù lao cụ thể bao nhiêu, đạo hữu tự xem đi. Hoàng thập cửu cảm thấy bản thân thất thố, ho khan một tiếng, nói ra. Nói xong, gã vung tay lên, từng điểm ánh sáng đỏ từ trong tay bắn ra, trên không trung hình thành ba màn sáng, trên từng màn sáng đều tràn ngập chữ cực nhỏ. Tinh thần hàn lập ngưng tụ, nhìn lên màn sáng thứ nhất. Trên màn sáng thứ nhất là phương pháp dùng khẩu quyết bí thuật đặc thù, cưỡng ép kích phát linh lực tiên khí của phi sa bù tiên linh lực không đủ của tu sĩ kim tiên kích phát cấm chế tiên khí phi sa tăng lên trên chín thành phía sau màn sáng còn có một bảng niêm yết giá năm nghìn tiên nguyên thạch hàn lập nhướng mày ánh mắt lập tức nhìn về phía màn sáng thứ hai tuy phương pháp thứ nhất có thể thực hiện hơn nữa phía trên có nói phương pháp này không cần phải chuẩn bị chỉ cần biết bí thuật lập tức có thể thi triển nhưng bí thuật này lại làm tổn thương phi sa rất lớn dùng không bao lâu sẽ hao hết linh lực của phi xa. Nếu chỉ tạm thời ứng phó, phương pháp này ngược lại rất thích hợp, đáng tiếc hắn phải vượt qua man hoang cần dựa vào bích ngọc phi xa trong thời gian dài, phương pháp này hoàn toàn không được. Hàn lập lập tức rời ánh mắt nhìn về phía màn sáng thứ hai, ánh mắt hơi sáng lên. Phương pháp trên màn sáng này hoàn toàn bất đồng với cái thứ nhất, cũng không phải là kích phát bí thuật linh lực, mà là một loại dung nguyên chi thuật. Lợi dụng thuật này có thể tạm thời dung hợp tiên linh lực mấy tên kim tiên làm một, miễn cưỡng tăng lên tới cấp độ thái ất để thúc giục phi sa, hiệu quả lý tưởng nhất trong ba phương pháp, có thể tiếp cận toàn bộ uy năng phi sa. Thuật này niêm yết giá là một vạn tiên nguyên thạch, nhưng lúc Hàn Lập xem xong nội dung trên màn sáng, trong lòng lại trầm xuống. Hắn tự nhiên không phải vì giá tiền, căn cứ ghi chép, muốn hoàn toàn vận dụng thuật này, tối thiểu phải tụ tập lực lượng ba gã tu sĩ kim tiên hậu kỳ, hoặc tám gã kim tiên trung kỳ trở lên mới được. Bên cạnh Hàn Lập chỉ có giải đạo nhân, tỳ hưu cùng kim đồng, bốn gã kim tiên, so với yêu cầu còn có một đoạn tranh lệch, suy tính xong, bất quá cũng chỉ có thể triển khai 6 thành uy năng, khác xa với mong muốn của mình. Đương nhiên có ít còn hơn không, có thể triển khai 6 thành uy năng, so với tình huống trước mắt còn tốt hơn nhiều. Trong lòng Hàn Lập cười khổ một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn lên màn sáng thứ ba. Phương pháp thứ ba này là một bí thuật pháp trận, nguyên lý có chút tương tự với phương pháp thứ hai, cũng tụ tập nhiều phần tiên linh lực, hội tụ lại tăng lên tới cấp độ thái ất. Bất qua bí thuật pháp trận này hội tụ không phải là tiên linh lực tu sĩ, mà là tiên nguyên thạch, chỉ cần tiên nguyên thạch đủ nhiều, trên lý thuyết uy năng có thể tiếp cận tới viên mãn. Muốn ngưng tụ ra tiên linh lực cấp bậc thái ất, việc tiêu hao tiên nguyên thạch tự nhiên cực kỳ kinh người, căn bản không phải tu sĩ kim tiên có thể thừa nhận. Có thể do cân nhắc nguyên nhân này, Hoàng Cửu thập niêm yết giá phương pháp này chỉ có 1000 tiên nguyên thạch, hiển nhiên đối với phương pháp này, gã cũng không kỳ vọng, thuần túy lấy ra góp cho đủ số, làm nền cho hai phương pháp trước mà thôi hàn lập nhìn màn sáng thứ ba khóe miệng dưới mặt nạ lộ ra vẻ tươi cười đạo hữu đã suy nghĩ kỹ chưa hoàng thập cửu đợi một hồi không thấy hàn lập mở miệng nhịn không được hỏi đã suy nghĩ kỹ ta muốn phương pháp thứ ba hàn lập nói ra cái gì hoàng thập cửu nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc loại phương pháp thứ ba này tùy thời có thể thực hiện và lại tiện nghi nhưng khuyết điểm cũng cực kỳ rõ ràng hào phí tiên nguyên thạch còn nhiều hơn so với hai phương pháp trước cộng lại nên được xem là gân gà Gia hỏa trước mắt này xem ra cũng là người khôn khéo, sao lại lựa chọn phương pháp này? Đạo hữu đã nghĩ thông suốt, Hoàng thập cửu lại hỏi, đúng vậy, là loại thứ ba. Hàn lập gật đầu nhẹ, Hoàng thập cửu lắc đầu, cũng không có lắm miệng hỏi thăm, cùng Hàn lập thương nghị phương pháp trả tiền thù lao. Sau một lát, chỗ giữa màn sáng màu đỏ của pháp trận truyền vật lưu chuyển hào quang một hồi, một quả ngọc giản màu trắng hiển hiện ra. Hàn lập không chờ đợi được cầm ngọc giản lên, thần thức thăm dò vào trong. Nửa canh giờ sau, hắn mới thu hồi thần thức, lộ ra vẻ khâm phục. Bí thuật pháp trận trong ngọc giản không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa cấm chế pháp trận này vô cùng ăn khớp với Bích Ngọc Phi Sa, hiển nhiên Hoàng Thập Cửu kia đã tận lực điều chỉnh qua. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã hoàn thành hết thảy, phương diện tạo nghệ với cấm chế tiên khí của Hoàng Thập Cửu hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới cực cao, bản thân hắn xa xa không bằng. Trong lòng Hàn Lập âm thầm nhớ kỹ tên Hoàng Thập Cửu. Ngày sau nếu còn có nan đề về phương diện cấm chế tiên khí, có thể sẽ tìm người này thỉnh giáo. Hắn lập tức phất tay lấy ra một đống lớn tài liệu bố trí pháp trận, ở trong Phi Sa công việc bận rộn lên. Chương 567, đuổi tới, Hàn Lập bận rộn chân tay 3 ngày 3 đêm mới xong. Lúc này ở chính giữa Phi Sa có thêm một cái pháp trận hình lục lăng. Pháp trận này tuy không quá phức tạp nhưng từng đạo trận văn cùng phù lục đan một chỗ với nhau vẫn khiến người ta nhìn vào cảm thấy hoa mắt. Tại các tiết điểm của pháp trận có khoảng mấy chục cái lỗ nhỏ bằng ngón tay cái. Hàn lập ngưng trọng nhìn lướt qua pháp trận, hít sâu một hơi rồi lấy ra từng khối thiên nguyên thạch khảm nạm vào những lỗ nhỏ này. Sau khi làm xong mọi việc hắn mới vung tay lên đánh ra một đạo pháp quyết. Trận văn trên pháp trận vốn đang ảm đạm bỗng nhiên sáng lên, phát ra âm thanh ông ông chấn động. Tiên nguyên thạch được khảm nạm trong pháp trận rung lên nhẹ nhẹ, từng đạo linh quang từ đó chảy ra, giống như huyết dịch đi theo các dòng trận văn, cuối cùng hội tụ lại một điểm quan trọng nhất của pháp trận. Một tiếng phanh nhỏ vang lên, bạch quang từ điểm đó nở rộ trói mắt, tản mát ra ba động linh lực kinh người. Nguồn linh lực này vậy mà đã vượt qua cấp độ kim tiên, đạt tới cảnh giới thái ất. Hàn lập nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Pháp trận này quả nhiên không làm hắn thất vọng, bao nhiêu tâm huyết tiền tài đổ vào đó rất đáng giá, nhưng mà để vận chuyển được nó lại tiêu hao tiên linh lực quá nhiều, hắn có thể cảm nhận được tiên linh lực trong pháp trận đang nhanh chóng yếu dần mấy chục tiên nguyên thạch nhìn thì không nhiều nhưng cũng chỉ sử dụng được trong chốc lát hàn lập quả thật cũng rất xót ruột nhưng không dám nghĩ thêm hắn thu hồi giải đạo nhân vốn đang điều khiển phi xa rồi bấm niệm pháp quyết đoàn bạch quang phát ra từ điểm hội tụ tiên linh lực bỗng nhiên kéo dài ra hóa thành cột sáng màu trắng dung nhập vào phi xa xanh biếc linh văn trên phi xa quang mang đại thịnh mỗi đạo linh văn đều sáng trói hơn gấp mấy lần so với thời điểm hàn lập điều khiển lúc trước thanh quang xung quanh phi qua nổi lên cuồn cuộn lập tức hóa thành một đoàn dáng mây luân chuyển điên cuồng. veo tốc độ của phi xa đột ngột tăng gấp mấy lần, lao lên phía trước nhanh khủng khiếp, thân phi xa không ngừng rung lắc. Bởi vì tốc độ của nó hiện tại quá nhanh đã vượt ra khỏi tầm không chế của Hàn Lập. Tốc độ tăng đột ngột làm Kim Đông và Tỷ Hưu đang ôm nhau ngủ ngon lành giật nảy mình, vội vàng chui đến góc khuất tránh gió, sợ bị cuốn bay đi mất. Sắc mặt Hàn Lập nghiêm nghị, hai mắt chấp động lam quang, đồng thời hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết cố gắng hết sức không chế phi xa. Thời gian trôi qua, hắn dần dần cũng thích ứng được với loại tốc độ như tia chấp này, nỗi lo lắng trong lòng vơi đi mấy phần. Độn tốc như thế này, cho dù đối phương thực sự truy sát thì cũng có mấy phần lòng tin chạy trốn. Kim Đồng, từ giờ trở đi ngươi cố gắng trốn trong bụng tiểu bạch để tránh con phệ kim tiên kia cảm ứng được. Về phần hồn giáp phù này, lúc nào thật sự không cố được nữa mới sử dụng. Hàn Lập nhìn về phía Kim Đồng dặn dò, vâng đứng trước tồn vong sinh tử kim đồng trở nên mười phần nhu thuật không nói hai lời biến thành một đạo kim quang chui vào miệng tỷ hưu